Hôm nay với chủ đề rối lượng từ và giải Nobel vật lý năm 2022, chúng tôi xin trân trọng kính mời thạc sĩ Trần Thị Trang, trưởng phòng quản lý dự án quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup lên làm chủ trì cho phần bài giảng đại chúng của phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Trường. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Trường, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ laser, sau đó thì bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2007, ngành quang học tại Đại học Công nghệ Thông tin, Cơ khí và Quang học, Saint Petersburg, Liên bang Nga. Phó giáo sư Trần Xuân Trường làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Quang học Max Planck, Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 2009 đến năm 2012. Sau đó thì Phó giáo sư về Việt Nam công tác từ năm 2013. Phó giáo sư Trần Xuân Trường sau đó tiếp tục được Hiệp hội Max Planck tài trợ nghiên cứu khoa học trong vòng 3 năm, năm 13 đến năm 16. Các lĩnh vực nghiên cứu của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Trường bao gồm quang học quang sợi, quang học phi tuyến, mô phỏng các hiệu ứng lượng tử thông qua các hiệu ứng quang học. Phó giáo sư Trần Xuân Trường là tác giả và đồng tác giả của khoảng 40 bài báo trên các tạp chí ISI, trong đó có những tạp chí hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực vật lý như là Physical Review Letters. Hiện nay, Phó giáo sư Trần Xuân Trường là Phó chủ nhiệm bộ môn vật lý, Học viện Khoa học Kỹ thuật Quân sự và là chủ nhiệm của dự án nghiên cứu các hiệu ứng lượng tử tương đối tính trong hệ ống dẫn sóng nhị nguyên do Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup tài trợ năm 2021. Xin trân trọng kính mời Phó giáo sư lên có bài chia sẻ. Cảm ơn chị Trần Thị Trang đã có lời giới thiệu rất là hấp dẫn ạ. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Thị Hà Dương, giám đốc điều hành quỹ VNF, kính thưa tất cả các nhà khoa học, các bạn học sinh, sinh viên, các quý vị đại biểu đang có mặt trong khán phòng cũng như là đang theo dõi trực tuyến. Thì trước hết thì cho tôi xin được bày tỏ cái lòng cảm ơn quỹ VNF đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi được đứng ở đây, đứng ở một cái hội trường rất là đẹp, trong một không gian rất là đẹp để trình bày về cái bài giảng đại chúng về rối lượng tử và cái hiệu ứng hiện tượng rối lượng tử và giải Nobel vật lý năm 2022. Vâng, thì như vậy như chúng ta đã biết thì đầu tháng 10 năm nay thì giải Nobel vật lý được trao cho ba nhà khoa học theo thứ tự là Alain Aspect người Pháp, John Clauser người Mỹ và Anton Zellinger người Úc. Và những công trình mà họ nhận được ấy để trong giải Nobel vật lý là chính là nhờ những thí nghiệm mà họ tiến hành với các photon ở trạng thái rối lượng tử hay là vướng víu lượng tử. Photon ở đây là chính là những cái hạt lượng tử ánh sáng, đúng không? Và qua đó thì họ thiết lập được cái sự vi phạm bất đẳng thức Bell, John Bell, và giữ cái vai trò là đặt nền móng tiên phong cho cái khoa học công nghệ thông tin lượng tử. Thì đấy là những cái đóng góp của họ trong lĩnh vực về rối lượng tử. Như vậy thì cái nội dung của bài thuyết trình của tôi thì nó sẽ gồm có 6 nội dung. Vì chúng ta nói về rối lượng tử thì để chúng ta có một bức tranh rộng hơn một chút thì tôi muốn dành cái phần đầu là sơ lược về cái lịch sử của cơ học lượng tử. Một cái lĩnh vực rất là hấp dẫn mà cũng nhiều người nghĩ rằng rất là khó nhưng cũng kịch đặc biệt là hấp dẫn. Tiếp theo phần thứ hai, vậy thì cái rối lượng tử là gì? Rối lượng tử nó là một phần của các lượng tử. Rối lượng tử thì có thể nói là rối lượng tử nó có được bắt nguồn, lịch sử nó được bắt nguồn từ cái nghịch lý mang tên ba nhà báo học Einstein, Podolsky, Rosen, hay được gọi là EPR nghịch lý. Và để giải quyết cái nghịch lý này thì là các nhà khoa học tranh cãi nhau gần 30 năm. Và mãi gần tức là 29 năm sau ấy, thì có một nhà báo học khác là John Bell mới đưa ra một cái cách để làm sao phân định được là bên nào thắng. Qua đó thì ông ấy thiết lập một cái gọi là cái bất đẳng thức Bell. Và sau đó thì là các nhà khoa học như là Clauser, Aspect và Zellinger cũng như cộng sự của mình thì là những người là tiến hành thực nghiệm và kiểm nghiệm cái bất đẳng thức Bell này. Và qua đó thì chứng tỏ rằng là hiện tượng rối lượng tử là thực sự tồn tại và nó là được chi phối bởi tất cả các nguyên lý của cơ học lượng tử. Và qua đó thì họ cũng mở ra một cái kỷ nguyên mới
về cái công nghệ của lượng từ. Đấy là cái nội dung chính của bài giảng của tôi. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói sơ lược về lịch sử của cơ học lượng từ. Có thể nói là cơ học lượng từ được bắt nguồn vào chính xác là đầu thế kỷ thứ 20, năm 1901, thông qua cái công bố của nhà bác học Max Planck người Đức. Và qua cái công bố này thì ông được trao giải Nobel vật lý năm 1918. Cái công bố năm 1901 của Max Planck là về cái phát xạ của vật đen tuyệt đối, tức là những cái vật tất bất kể cái vật thể nào mà có nhiệt độ khác không Kelvin thì đều phát xạ ra cái sóng điện tử, kể cả cơ thể chúng ta hay là những vật thể được nung nóng lên, hay là ví dụ như mặt trời chẳng hạn. Thì cái hiệu ứng vật đen tuyệt đối này đã được nghiên cứu bởi khoảng nửa thế kỷ trước đó, tức là giữa thế kỷ thứ 19, thông qua các nhà bác học như là Kirchhoff chẳng hạn, những người tiên phong. Tuy nhiên thì tất cả các nhà khoa học trước đó thì khi người ta dựa vào tất cả các nguyên lý của khoa học vật lý cổ điển ấy, thì người ta gặp một cái vấn đề rất là phức tạp. Tức là về mặt thực nghiệm thì người ta có thể là tìm được cái hàm phân bố theo năng lượng, tức là theo hàm phân bố năng lượng theo cái bức sóng hay là theo tần số. Thế nhưng mà về mặt lý thuyết thì mình không thể nào mà tìm được cái lý thuyết nào đó để có thể mô phỏng được cái hàm đó, để có thể là giải thích được cái hàm đó và để khớp với thực nghiệm được. Thì đó là một cái xấp xỉ 50 năm thì các nhà khoa học vật lý cổ điển là gần như bế tắc. Và mãi năm 1901 thì một nhà khoa học trẻ là Max Planck thì ông đưa ra một cái ý tưởng mang tính chất là cách mạng. Và cũng qua đó thì ông đặt cái viên gạch đầu tiên. Cũng có thể nói là ông là người khai sinh ra cơ học lượng tử thông qua một cái ý tưởng rất là độc đáo. Thì trong cái công trình này thì Max Planck là người đầu tiên đưa ra đề xuất rằng là ánh sáng được phát xạ ra không phải là dưới dạng những cái luồng năng lượng liên tục, mà là ông là người đầu tiên đưa ra khái niệm rằng là ánh sáng được phát xạ ra theo cái dạng là rời rạc. Người ta gọi là cái quantum ấy, hay là cái quanta là số nhiều, là quantum là số ít. Như vậy thì các ánh sáng là chúng ta được phát xạ không phải là cái luồng liên tục giống như những gì mà vật lý cổ điển vẫn nghĩ là như vậy. Mà cái ý tưởng này là hoàn toàn mới, hoàn toàn cách mạng. Thì và chính nhờ đó thì ông đã xây dựng được cái lý thuyết và ông mới khớp được hoàn toàn giữa cái thực nghiệm và cái lý thuyết. Và qua đó thì ông giải quyết được trọn vẹn cái bài toán về bức xạ nhiệt. Như vậy thì đây là viên gạch đầu tiên mà ông đặt. Như vậy ông đưa ra giả thuyết rằng là ánh sáng là được phát xạ là dưới dạng rời rạc. Và thông qua và cái ông ấy tìm ra cái hằng số mà tên mình là số Max Planck mà chúng ta chắc là đều biết hết cả, rất là nổi tiếng. Và năng lượng của một cái quantum như vậy thì bằng H nhân với omega, H3 là H gạch. Nhà bác học thứ hai đóng góp đó chính là vào cái sự hình thành của cơ học lượng tử ở giai đoạn đầu, đó chính là nhà bác học thiên tài Albert Einstein. Thì vào năm 1905 ông công bố cùng một lúc là 4 công trình khoa học. Có thể nói là năm 1905 thì được coi là một cái năm kỳ diệu của vật lý. Và trong lịch sử phát triển của vật lý thì có lẽ chỉ có 2 năm, đó là một năm 1905 gắn với tên tuổi nhà bác học Einstein, và một năm nữa là gắn với tên tuổi nhà bác học Newton, là năm 1666, tức là thế kỷ thứ 17. Thế thì trong 4 công trình đó thì sẽ có 2 công trình mà chúng ta sẽ đề cập tới và được phổ biết rất rộng rãi hơn với hầu hết chúng ta. Thì cái công trình đầu tiên mà có lẽ khi nhắc đến Einstein ai cũng biết ngay đến, cũng nghĩ đến, đó chính là cái thuyết tứ hẹp, đúng không ạ, năm 1905. Và sau đó sắp xỉ chục năm sau, hơn chục năm sau thì Einstein công bố thêm cái thuyết tứ rộng. Nhưng mà ông không được trao giải Nobel vật lý thì cái công trình này rất nổi tiếng, nhưng mà không được trao giải Nobel vật lý. Và ông được trao giải Nobel vật lý về một công trình khác, cũng năm 1905, đó là khi ông ấy xây dựng những cái lý thuyết về giải thích hiệu ứng là quang điện ngoài. Thế thì trong cái lý thuyết này thì ông đã phát triển thêm cái lý thuyết của Max Planck. Max Planck cho rằng là ánh sáng được phát xạ ra dưới dạng rời rạc. Thì Einstein bổ sung thêm và phát triển thêm, ông cho rằng là ánh sáng cũng được hấp thụ bởi vật chất, cũng dưới dạng rời rạc như vậy. Mà sau này cái lượng rời rạc như vậy được gọi là photon. Bản thân Einstein thì cũng không phải là người đầu tiên đặt tên là photon. Nhưng mà sau thời gian sau thì những cái lượng từ rời rạc của ánh sáng như vậy được gọi là photon. Và thế thì đây là hai nhà bác học đầu tiên đặt nền móng cho cơ học lượng từ ở giai đoạn đầu. Và giữa hai nhà bác học này thì có một mối quan hệ ngoài quan hệ về công việc, về công bố, về nghiên cứu, thì giữa họ có một cái mối liên hệ về tình bạn rất là thân thiết. Và cả hai nhà bác học này thì đều là những nhạc sĩ, tất nhiên không phải là chuyên nghiệp, nhưng họ đều là những nhạc sĩ chơi nhạc rất là giỏi. Và thường thì giai đoạn mà Max Planck và Einstein vẫn đang ở Đức thì hai nhà bác học cùng nhiều nhà bác học khác là hay tụ tập ở nhà Max Planck cuối tuần, và họ cùng nhau tự chơi đàn với nhau, mỗi người một nhạc cụ, rất là hấp dẫn. Một nhà bác học tiếp theo nữa cũng đóng góp rất nhiều vào cái giai đoạn tiếp theo, giai đoạn đầu ấy của cơ học lượng tử, đó chính là Niels Bohr, nhà bác học người Đan Mạch. Thì vào năm 1913 thì ông công bố một cái lý thuyết để giải thích cái phổ phát xạ của nguyên tử hydro. Thì ông đã xây dựng cái mô hình nguyên tử hydro gồm có một cái lõi hạt nhân ở giữa và xung quanh là các điện tử chuyển động ở các trạng thái dừng. Và khi mà điện tử thực hiện các bước chuyển dịch
từ trạng thái rừng này sang trạng thái rừng khác thì nguyên tử có thể là phát xạ ra các photon ánh sáng hoặc là hấp thụ photon ánh sáng với cái tần số tương ứng. Và với cái mô hình này thì là lần đầu tiên anh Niels Bohr đã tính toán được rất là chính xác cái mức năng lượng của nguyên tử hydro, và có đó ông cũng là người đầu tiên giải thích được cái phổ phát xạ rời ra của nguyên tử hydro một cách cực kỳ chính xác, khớp hoàn toàn với thử nghiệm trước đó. Cũng nhờ cái đóng góp này thì Niels Bohr được trao giải Nobel vật lý một năm sau Einstein. Thì khác với hai nhà bác học là Max Planck và Einstein thì tạo ra một mối liên hệ rất là thân thiết và tình bạn. Thì giữa hai nhà bác học là Einstein và Niels Bohr thì rất nổi tiếng là thông qua một cái tranh luận rất là dài trong lịch sử vật lý. Chúng ta sẽ còn nói cái tranh luận này ở phần sau. Đấy, có thể nói là ba nhà bác học này là ba nhà bác học tiêu biểu cho cái giai đoạn đầu của các lượng tử. Đấy, ngoài ra còn có thể kể đến một nhà bác học khác nữa chính là Arnold Sommerfeld. Thì rất nhiều người tiếc là tại là Sommerfeld không đạt giải Nobel vật lý, mặc dù ông rất nhiều lần vào cái đề cử nhưng mà cũng chưa một lần. Nhưng bản thân Sommerfeld thì cũng là đóng góp rất nhiều giai đoạn đầu này. Cái giai đoạn đầu này thì thường được gọi là Old Quantum Theory, tức là giai đoạn lý thuyết lượng tử cổ. Và cái sự phát triển của các lượng tử thì được đẩy lên một tầm cao mới vào những năm giữa 20 của thế kỷ trước, tức là năm từ 1924 đến năm 1930. Có thể bắt đầu kể đến là nhà bác học Louis de Broglie, người Pháp, vào năm 1924. Thì ông đưa ra một cái giả thuyết mang tính cũng là tính cách mạng, đó là cái tính chất lưỡng tính sóng hạt của toàn bộ vi hạt, không chỉ đối với photon. Như vậy đối với lại Einstein và Max Planck thì chúng ta thấy rằng là lượng hạt lượng tử ánh sáng này nó có tính chất hạt. Và trước đó cùng với Maxwell chúng ta biết rồi, cùng với lại là Huygens Fresnel thì photon nó ánh sáng này có tính chất sóng nữa. Như vậy thì là photon ánh sáng là vừa có tính chất sóng và tính chất hạt. Và Louis de Broglie thì ông mở rộng cái giả thuyết này ra. Ông cho rằng là cái bản tính cái lưỡng tính sóng hạt đấy là của mọi vi hạt trong thế giới vật chất, thế giới vi hạt, chứ không chỉ dành riêng cho mỗi photon. Và sau đó thì bằng thử nghiệm thì người ta cũng tìm thấy được các hiệu ứng về giao thoa và nhiễu xạ của các hạt điện tử. Và qua đó thì ông đoạt giải Nobel vật lý vào năm 1929, rất là hầu như rất là nhanh, 5 năm sau khi công bố công trình này. Tiếp theo nữa, một nhà bác học rất nổi tiếng đó là Erwin Schrödinger. Và năm 1926 thì ông công bố cái phương trình gọi là phương trình Schrödinger với cái hàm sóng hàm psi này, chúng ta gọi là hàm psi. Thì với hàm sóng này thì ông cũng thông qua đó thì ông thiết lập lên một cái hình thức học, một hình thái học của các lượng tử, nó gọi là wave mechanics, tức là cơ học sóng. Và sau đó thì thực ra không phải sau đó mà thực tế là trước đó một năm, là năm 1925, một nhà bác học khác người Đức là Max Born thì trước đó ông đã thành lập lên một cái formalism, tức là một cái hình thức học khác của các lượng tử, là cái cơ học ma trận, gọi là matrix mechanics. Và đặc biệt là năm 1926 ấy, thì sau khi mà Schrödinger công bố công trình cái phương trình sóng của mình, và phương trình sóng này thì rất nổi tiếng, nó chính là cái nền tảng của các lượng tử phi tung lý tính, thì Max Planck đưa ra cái cách diễn giải cái hàm sóng mà hầu như chúng ta đến bây giờ đều biết cả, tức là bình phương của mô đun hàm sóng nó thể hiện cái mật độ xác suất tìm hạt trong không gian. Để đấy là cái diễn giải này là bản thân của Max Planck đưa ra, và ông đã trao giải Nobel vật lý vào năm 1954 những đóng góp của mình. Tiếp theo nữa thì cũng phải kể một nhà bác học là Heisenberg. Ông đưa ra cái nguyên lý năm 1927, thì ông đưa ra cái hệ thức bất định Heisenberg, và chúng ta sẽ còn nhắc đến hệ thức bất định Heisenberg này phần sau. 1925 là bác học Pauli, ai cũng biết với nguyên lý loại trừ đấy, nhưng học vật lý và hóa thì đều biết cái vấn đề. Và đặc biệt là năm 1928 thì có một nhà bác học là người Anh là Paul Dirac, thì ông đưa ra cái phương trình mới gọi là phương trình mà tên mình là phương trình Dirac. Như vậy trước đó là có phương trình Schrödinger, thì phương trình Schrödinger là nó chỉ tính yếu tố của các lượng tử thôi, chứ nó vẫn chưa tính đến yếu tố của thuyết tương đối của Einstein. Và có thể nói là phương trình của Dirac thì là phương trình đầu tiên kết nối được hai cái lý thuyết vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20 và có lẽ của thế kỷ 21 nữa. Nó kết nối được là các lượng tử và cái thuyết tương đối của Einstein. Và có đó thì ông ấy là người đầu tiên đưa ra cái giả thuyết về sự tồn tại của phản vật chất. Và năm 1933 thì là phản vật chất đầu tiên trên thế giới được tìm thấy và thử nghiệm. Và đó cũng là năm mà ông đoạt giải Nobel vật lý cùng với lại Erwin Schrödinger mà slide trước tôi đã trình bày. Và như tôi nói trước nãy thì khi mà Max Born đưa ra cái cách diễn giải về hàm sóng ấy, là bình phương của một đun hàm sóng ấy, là nó thể hiện cái mật độ xác suất tìm hạt. Như vậy là cái bài toán, cái câu chuyện trong các lượng tử nó khác hoàn toàn so với lại là cái lý thuyết vật lý cổ điển của chúng ta. Ví dụ với vật lý cổ điển chẳng hạn, khi chúng ta ném một quả bóng hay chúng ta ném một viên phấn đi chẳng hạn, thì những vật thể nó sẽ vẽ một cái quỹ đạo. Và nếu như chúng ta biết các điều kiện ban đầu, chẳng hạn như vector vận tốc rồi là hướng truyền rồi là cái trường lực tác động lên, tức là điều kiện ban đầu và điều kiện biên ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể giải được, là có thể biết chính xác được cái quỹ đạo của nó cũng như là vận tốc của cái vật thể đó. Đấy là ngôn ngữ của vật lý cổ điển. Thế còn với lại
trong cơ học lượng tử ấy, thì điều đó không còn ý nghĩa nữa. Cái khái niệm về quỹ đạo là không còn hoàn toàn nữa, vì là vật thể ta là một chất sóng, và cách diễn giải của diễn giải về hàm sóng ấy là bình phương module hàm sóng là mật độ sát xuất tiềm hạt, nghĩa là chúng ta không thể biết chính xác được hạt nó nằm ở đâu cả. Khác với lại vật thể ta ném là quả bóng, chúng ta thể nói rõ là T0 này ở thời điểm T0 này thì vật thể nằm ở đâu, nhưng điều đó là chúng ta hoàn toàn không làm được với các vi hạt, mà chúng ta chỉ biết là tại thời điểm đó thì ở cái vùng này là chúng ta có bao nhiêu xác suất khả năng, bao nhiêu phần trăm là tìm được hạt thôi, chứ chúng ta không thể nói được chính xác nó ở đâu cả. Thì điều này ấy, thì Einstein rất là không hài lòng, ông có thể nói là ác cảm với giai đoạn phát triển sau của các lượng tử. Mặc dù ông ấy, bản thân ông ấy là người đóng góp rất nhiều, như tôi nói năm 1905 là người là đóng góp sau của Einstein, của Max Planck là 1901, thì 1905 Einstein là bổ sung thêm lý thuyết. Tuy nhiên mà Einstein không hài lòng với giai đoạn phát triển sau của các lượng tử. Cộng với lại là cái nguyên lý bất định Heisenberg nữa, là chúng ta không thể biết đồng thời chính xác được là cả tọa độ của vật thể và vận tốc vật thể, vận tốc thông qua cái đại lượng là momentum ấy, tức là cái động lượng. Thì điều này là bản thân Einstein là có thể nói là không hài lòng với, không cảm thấy là cao lượng tử nó vẫn khiếm khuyết cái gì đó. Thế thì ông nói là có một câu rất nổi tiếng là God does not play dice with universe, tức là Chúa không chơi trò xung sắc với vũ trụ. Tức là mọi thứ theo Einstein phải hiểu nó phải rất là tường minh, phải rõ ràng, phải biết là chính xác, chứ không thể kiểu là bao nhiêu phần trăm cả. Và để đáp lại cái câu này của Einstein thì Niels Bohr lại đưa ra câu trả lời là Einstein xin đừng nói Chúa phải làm gì cả. Đây là hai câu được chỉ dẫn rất là nhiều trong cái lịch sử phát triển quản lý như vậy. Và giữa tranh luận giữa hai nhà bác học này thì còn dài nữa, rất là dài. Vâng, đến giai đoạn tiếp theo, có thể giữa thế kỷ 20 thì là ba nhà bác học này rất là nổi tiếng. Đó là Richard Feynman, Julian Schwinger và một nhà bác học Nhật, Tomonaga. Hai nhà bác Feynman và Schwinger là của người Mỹ. Thế thì Feynman thì là một nhà khoa học rất là uyên bác, và đặc biệt là một nhà sư phạm tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ còn nói đến Feynman ở phần sau khi liên quan đến nhà bác học Clauser. Thì ba nhà bác học này là đóng góp vai trò phát triển tiếp theo các lượng tử, và đặc biệt họ là đẩy mạnh phát triển về cái QED, tức là Quantum Electrodynamics, lý thuyết điện động lực học lượng tử. Vâng, thế bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Vậy thì rối lượng tử là cái gì? Hay là vướng víu lượng tử là cái gì? Quantum entanglement. Vâng, thế thì rối lượng tử có thể hiểu nôm na thế này, là khi hai vật thể, hai vi hạt, ví dụ như là hai hạt điện tử hoặc là hai hạt photon, đầu tiên chúng tự tạo ra bằng cách một cách đặc biệt nào đó, và chúng tương tác với nhau, chúng có trạng thái rối với nhau, và sau đó là chúng có thể bị tách xa nhau rất là xa, hàng chục km, hiện giờ nó có thể lên đến hàng nghìn km, công nghệ có thể tạo được. Thì chúng vẫn giữ cái mối liên hệ với nhau bằng cách nào đó, nghĩa là cái tính chất, cái trạng thái lượng tử của cái vật thể này nó có thể ảnh hưởng đến trạng thái lượng vật tử kia. Nếu chúng ta đo đạt cái hạt số 1 này thì ngay lập tức là chúng ta biết được cái trạng thái của vật số 2, mặc dù hai vật đấy có thể ở xa nhau như tôi nói là đến hàng nghìn km bây giờ. Và như vậy là như thể là hai cái vật thể này nó hành xử giống như là một thực thể thống nhất, chứ không phải là hai vật đã được cách biệt, đã được đẩy xa nhau hàng nghìn km. Đấy là hiểu nôm na, đấy là bản chất, là cái hiện tượng rối lượng tử. Và đây là cái hiện tượng có lẽ là một trong hiện tượng kỳ dị nhất và phức tạp nhất, nhưng mà cũng rất là hay của các lượng tử. Nó chính là cái trái tim, chính là cái công nghệ lõi của, tức là phần lõi của những công nghệ lượng tử tương lai. Vâng, như tôi nói thì ví dụ như chúng ta có thể tạo ra được hai cái hạt spin, hai hạt điện tử có spin, spin là trạng thái điện tử đấy, ở trạng thái rối lượng tử với nhau. Và khi mà hai cái điện tử ấy được đẩy ra hai phía khác nhau, thì giả sử như là hạt điện tử thứ nhất, và khi quan sát được đấy, khi đã đẩy nó xa nhau rồi và người quan sát thì thấy là hiện lượng tử cái spin nó ở trạng thái hướng lên trên chẳng hạn, thì ngay lập tức người ta biết rằng là cái spin của cái điện tử thứ hai là bị hướng xuống dưới và ngược lại. Như vậy là hai cái này, nếu chúng ta biết trạng thái của một hạt thì ngay lập tức chúng ta biết được trạng thái về vi hạt của hạt thứ hai, đấy là đối với lại là điện tử. Và cái thí nghiệm sau đó thì lại chủ yếu thực hiện với lại là photon vì nó dễ làm hơn. Từ với photon ấy thì chúng ta có là cái với photon thì cái trạng thái nó được mô tả bởi đặc trưng, ví dụ như là được bởi cái trạng thái phân cực, cái mặt phẳng phân cực này, chúng ta nhìn thấy phân cực nó là theo mặt phẳng phương thương đứng, chính là nó biểu thị cái phương dao động của vector cường độ điện trường E ta đấy. Thì với photon thứ nhất này là cái phương dao động là theo phương thẳng đứng, vector E dao động theo phương thẳng đứng. Thế còn với photon thứ hai thì cái vector E ấy, mặt phẳng phân cực nó này dao động theo phương nằm ngang. Thế chúng ta thấy là hình minh họa đấy, là người ta vẽ một cái sự ràng buộc gì đó giữa hai cái hạt photon này. Như vậy là trạng thái của hạt số 1 này là nếu chúng ta biết được là chúng ta ngay lập tức biết được ngay cái trạng thái của hạt số 2. Đấy là một hiệu ứng rất là kỳ dị.
Vâng, thì bây giờ chúng ta bắt đầu sang cái phần nghịch lý EPR. Và đây có lẽ cũng được coi, có thể coi là cái khởi đầu của cái rối lượng tử là gì. Rối lượng tử bắt đầu từ nghịch lý EPR này. Như tôi nói ban đầu ấy, thì bản thân Einstein là ông cũng không hào hứng lắm, mà không phải nói là có ác một chút ác cả với cao lượng tử ở giai đoạn sau. Và ông tìm cách chỉ ra những cái khiếm khuyết, những cái sai sót mà cái ông nghĩ rằng là nó là sai của cao lượng tử. Và đây là cái title đây của tạp chí New York Times, đúng không? Là Einstein tấn công vào cao lượng tử. Thế thì ông cùng với hai nhà báo khác là Podolsky và Rosen thì công bố một công trình vào năm 1935. Đặt câu hỏi là liệu là cao lượng tử là nó đã cung cấp chúng ta cái mô tả đầy đủ chưa về thế giới vật chất, và họ tìm cách trả lời, họ chứng minh rằng là chưa đầy đủ, rằng lý thuyết này là sai, là chưa đầy đủ. Vậy thì chưa đầy đủ ở chỗ nào? Vâng, thì theo cái nghịch lý EPR này thì họ tức là họ dùng các nguyên lý của cao lượng tử để họ chỉ ra rằng là chúng ta có thể tạo ra các trạng thái của hai hạt ở trạng thái mà lúc đấy người ta chưa dùng trạng thái rối lượng tử. Cái trạng thái rối lượng tử này lại được nhà bác học Schrödinger là người đầu tiên đưa ra cái tên này, cũng vào năm đó, vào năm 1935. Thì ông ấy cái khái niệm entanglement lại là do Schrödinger đưa ra. Thế còn bản thân ba nhà bác học EPR này thì họ chưa gọi cái tên đấy là rối lượng tử, họ chỉ nói rằng là một cái trạng thái nào đó. Và trạng thái này nếu như chúng ta tách ra hai hạt, và cái ngôn ngữ là giả sử hạt số 1 tách ra này, điện tử chẳng hạn, hạt số 2, và có cái cô Alice và Bob này cũng là cái tên sau này, nhưng bây giờ cái tên này rất là phổ biến, nhưng mà trong công trình đầu thì cũng không phải là Alice Bob, mà tên khác. Giả sử cái cô Alice này cô thực hiện phép đo với hạt thứ nhất, vâng, thì lập tức biết được cái trạng thái của cái hạt số 2 này. Như vậy là cái phép đo của cô Alice này ngay lập tức là tác động đến cái trạng thái vi hạt của cái hạt số 2 này. Và như vậy thì nó có hai vấn đề. Theo ba nhà học là Einstein, Podolsky và Rosen thì có một số vấn đề. Vấn đề ở đây là cái gì? Như vậy thì dường như là khi chúng ta đo, biết được cái trạng thái của cái hạt 1 này thì ngay lập tức là bằng cách nào đó là chúng ta biết ngay trạng thái vật thứ 2 này. Mặc dù là chúng ở rất là xa nhau, có nghĩa là thông tin gần như là được chuyển đi tức thời. Và như vậy thì nó lại vi phạm với cái nguyên lý của thuyết tương đối hẹp của Einstein, rằng là cái vận tốc truyền của vật chất lớn nhất thì là vận tốc ánh sáng, đúng không? Thế còn ở đây là nó là gần như tức thời, tức là ngay lập tức ngay, không cần thời gian gì cả. Bạn đo Alice đo cái là biết ngay là trạng thái của cái hạt mà bên kia là thế nào. Đấy là một. Như vậy thì ba nhà khoa học cho rằng là dường như là cái rối lượng tử này nó sẽ vi phạm là cái việc là vận tốc truyền của thông tin, là nó sẽ có thể vượt cái vận tốc của ánh sáng, lớn hơn vận tốc ánh sáng. Vấn đề thứ hai nữa là họ cho rằng là nó sẽ vi phạm cái nguyên lý bất định Heisenberg. Bởi vì nếu như giả sử như là cô Alice này cô đo cái trạng thái, tức là cái tọa độ của vật thứ nhất này, thì ngay lập tức là anh Bob này cũng biết được, và họ hai người đều biết được cái vị trí của vật thứ hai. Như vậy là cô này cô đo vị trí này của hạt 1 thì là cả hai sẽ biết được cái vị trí của cả hạt. Đồng thời bây giờ anh Bob anh ấy đo cái vận tốc, tức là qua đó thì anh biết được cái động lượng ấy, của hạt thứ hai này, thì cũng cả hai người cũng sẽ biết được ngay cái động lượng của vật thứ hai này, vật số 1 này. Như vậy có nghĩa là cùng một lúc là có thể đo, là chúng ta có thể biết được cả cái động lượng và vận tốc của cả hai hạt này. Và nó lại trái với lại nguyên lý bất định Heisenberg. Vì nguyên lý bất định Heisenberg chính là cái nguyên lý nền tảng của các lượng tử, mà qua đó ông Heisenberg đã đặt ra Nobel vật lý đấy. Thì nó nói rằng là nguyên lý này thể phát biểu rằng là chúng ta càng biết chính xác bao nhiêu về tọa độ của hạt vi hạt ấy, tức là khi cái delta x này chúng ta càng nhỏ càng biết chính xác, và khi chính xác tuyệt đối thì cái này sẽ bằng không. Nếu chúng ta càng biết cái này chính xác bao nhiêu, cái delta x càng nhỏ thì cái delta p càng lớn. Nghĩa là nếu chúng ta càng biết chính xác về vị trí thì chúng ta càng bị ít thông tin, tức là chúng ta thông tin ta biết về cái động lượng nó càng bị sai số nhiều. Thế còn trong cái EPR ấy, cái nghịch lý EPR thì người ta ba nhà bác học lập luận rằng là chúng ta có thể biết được chính xác đồng thời cả vị trí và cái tọa độ và vận tốc của cả vật thể kia. Như vậy dường như là theo ba nhà bác học trên thì như là cái nguyên lý bất định Heisenberg này nó bị vi phạm. Vâng. Thì thoạt nhìn thì nếu chúng ta nhìn vào vấn đề của cái hiện tượng rối lượng tử này, nếu chúng ta nhìn trong cái thế giới vĩ mô mà chúng ta vẫn quan sát hàng ngày ấy, thì dường như là nó có vẻ không phải là vấn đề phức tạp cả, rất là đơn giản. Chúng ta hãy cứ thử hình dung là chúng ta có hai quả bóng, đúng không? Có một quả bóng đen, một quả bóng trắng, và chúng ta để trong cái hộp này chẳng hạn. Và sau đó thì chúng ta quả bóng đen chúng ta đẩy nó sang bên phải của tôi, quả bóng trắng thì bạn đẩy sang bên trái. Và nếu như mà cái anh Bob này anh ấy bắt được, anh nhìn được, anh quan sát cái vật thể này, anh biết nó là màu đen, thì ngay lập tức anh biết rằng là cái vật bên kia nó phải là màu trắng. Và ngược lại, cô này nếu cô bắt được vật này là màu trắng thì anh này phải, thì cô lập tức biết ngay nó là màu đen. Như vậy là hai người này lập tức biết ngay trạng thái của hai hạt.
Nhưng mà điều này nó chỉ đúng trong cái thế giới của vật lý cổ điển, trong thế giới vật lý cổ điển. Còn nó không đúng với lại các vi hạt trong cái thế giới của các nguyên tử. Bởi vì trong thế giới quan nguyên tử đấy, thứ nhất là vì trong cái thế giới của vật lý cổ điển mà chúng ta vẫn quan sát đấy, thì cái trạng thái là cái màu sắc của từng cái vật thể này là nó không hề thay đổi trong cái quá trình truyền. Một khi nó đã được gửi đi rồi thì cái này nó luôn luôn là đen, thế còn cái này nó luôn luôn là trắng. Đấy là trong cái thế giới mà chúng ta quan sát hàng ngày của vật lý cổ điển. Thế còn trong thế giới của vi hạt thì điều này lại không đúng nữa. Điều này không đúng nữa. Bởi vì trong cái vật lý của các cộng lượng tử ấy thì nó có nguyên lý gọi là nguyên lý chồng chất. Đấy là nguyên lý chồng chất. Thế thì nguyên lý chồng chất thì nó cho phép chúng ta xác định, nó phát biểu rằng là chúng ta không thể biết được chính xác cái trạng thái là của cái hạt này nó là cái gì, không biết nó là, tức là nếu về ngôn ngữ và màu sắc này chúng ta không biết nó là màu gì, màu xanh hay màu trắng hay màu đen, mà nó dường như nó là cái sự chồng chập của cả hai màu, cả đen và trắng. Tức là chúng ta phải hiểu hình dung nôm na nó là trạng thái màu xám, màu gray. Và chỉ khi mà cái anh Bob này anh đo đạc thì anh ấy biết rằng nó là màu đen, chứ anh không biết rằng nó là cái màu gì, nó đang là gray, đó là màu xám. Chứ nó khác hoàn toàn với lại cái ngôn ngữ của cổ điển, nó là đen, và cái trình truyền nó vẫn là đen. Thế còn cái này nó có thể là đen hoặc trắng, không biết được cả, chỉ khi đo mới biết nó là đen thôi. Thì như vậy hai bức tranh nó hoàn toàn khác nhau của các cổ điển và các lượng tử. Thế thì đây là đối với lại là đối với các lượng tử thì là mỗi một cái, không có một cái trạng thái, không có cái hạt nào ấy, là ở một cái trạng thái cụ thể cho đến khi mà nó được đo hoặc là quan sát. Như vậy là rất là khác với lại là ngôn ngữ của các cổ điển, và do vậy nó phức tạp rất nhiều. Và chính bởi vậy Einstein gọi nó là hiện tượng rất là gọi là spooky đấy. Spooky tức là giống như cái gì nó rất là quái dị, rất là ma mị, với hàm ý là nó không đúng, không thật. Ông công kích nó bằng cái từ là spooky action at a distance. Vâng, thế thì có một cái lý thuyết khác nữa về để giải quyết cái nghịch lý này, cái hiện tượng rối điện tử này, thì một số nhà bác học, nhiều nhà bác học, trong đó có cả Einstein, thì ông đưa ra một cái lý thuyết rằng là như vậy cơ học điện tử là chưa đầy đủ, cơ học điện tử là mô tả vẫn chưa chính xác và cần phải bổ sung, cần phải phát triển thêm. Là họ đưa ra một cái lý thuyết gọi là lý thuyết dựa trên lý thuyết biến ảo, là hidden variables. Và theo cái lý thuyết này, lý thuyết dựa trên biến ảo này đấy, thì mỗi một cái vi hạt của chúng ta, mỗi cái vi hạt này thì dường như là nó đã chứa đựng sẵn những cái thông tin ẩn, hidden information hay là hidden instruction hay là hidden variables. Và chính những cái thông tin ẩn này nó sẽ quy định là hạt phải bộc lộ tính chất của mình như thế nào khi bị cái anh Bob này hay là một người nào đó nhìn thấy. Như vậy là có một cái thông tin mật, nó quy định là anh phải thể hiện nó là màu trắng hay là màu đen khi mà có người nào đó quan sát. Đấy là lý thuyết dựa trên biến ảo. Vâng, để có thể giải thích cái hiện tượng là rối điện tử. Như vậy là có hai lý thuyết tồn tại song song. Và sau năm 1935 ấy, thì cái sự tranh cãi là lý thuyết nào đúng, lý thuyết nào mà thực sự là chi phối cái hiện tượng rối điện tử, là các học điện tử hay là lý thuyết dựa trên biến ảo. Và sau năm 1935, sau công bố EPR này, cái lý này, thì cái sự tranh luận còn tiếp tục nữa, nhưng hầu như nó chỉ mang tính chất là tranh luận về mặt là tranh luận về suy luận để lập luận, tức là mang tính chất là triết học, chứ nó không đưa ra các thực chứng, không đưa ra các thử nghiệm. Và cái tranh cãi này kéo dài là gần là 29 năm. Như vậy là đến tận công bố cái EPI là năm 1935, thì mãi năm 1965 một nhà bác học người Bắc Ireland là John Bell, ông mới đưa ra một cái lý thuyết là để giúp phân định rằng là ai là người chiến thắng trong hai lý thuyết này. Thì ông đấy đề xuất một cái dạng thí nghiệm, qua đó thì có thể giúp chúng ta là xác định được là hiện tượng rối điện tử là thực sự là được chi phối bởi cái nào, bởi lý thuyết của các lượng tử hay là bởi lý thuyết dựa trên biến ảo. Nếu mà chúng ta thực hiện cái thí nghiệm dạng của ông ấy đủ với cái số lượng đủ lớn. Nếu như mà cũng theo công trình của John Bell, là công trình tôi phải vừa nói vừa rồi đấy, công trình năm 1964 này. Theo cái công trình này thì John Bell cho rằng là nếu như mà hiện tượng nếu như mà dựa trên cái biến ảo này, dựa trên lý thuyết biến ảo này, thì cái sự tương quan về kết quả đo ấy, giữa hai cái hạt bên trái bên phải đấy, thì nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn một cái giá trị xác định. Và đây chính là cái bất đẳng thức rất nổi tiếng, là bất đẳng thức mang tên Bell này. Nếu như dựa trên cái lý thuyết dựa trên biến ảo này, thì nó luôn luôn nó sẽ là cái sự tương quan ấy, giữa kết quả đo hai bên ấy, là luôn luôn bé hơn một giá trị xác định. Nhưng mà cũng trong công trình đó của Bell thì ông cũng đề xuất rằng là nếu như mà cái hiện tượng này dựa trên các nguyên lý của các lượng tử thì bất đẳng thức Bell này sẽ có thể bị vi phạm. Đấy, thì cái các lượng tử hoàn toàn có thể cho phép chúng ta là tìm thấy cái sự tương quan giữa kết quả đo này là sẽ lớn hơn cái giá trị mà ông Bell đã thiết lập cho cái trường hợp dựa trên cái lý thuyết dựa trên biến ảo. Và thực tế chứng minh là tất cả các ba nhà học sau này
cùng với công sự của mình chứng minh rằng là cái lý thuyết dựa trên bí ẩn này, cái bất thức Bell này hoàn toàn có thể vi phạm, có thể vượt qua được. Mà trong cái phần công bố về giải thưởng Nobel ấy, thì ngoài cái phần là thí nghiệm với rối lượng tử, các hạt photon rối ấy, thì có phần là vi phạm cái luật Bell ấy, và cái đóng góp tiên phong trong cái khoa học công nghệ, khoa học thông tin lượng tử. Vâng, thì như vậy là một năm 1964 thì John Bell đưa ra cái lý thuyết như vậy, nhưng ông chưa làm thử nghiệm, ông chỉ đưa ra một cái thí nghiệm giả định như vậy thôi. Và lúc đó thì có một nhà khoa học trẻ, đó là John Closer, thì ông bắt đầu bắt tay vào làm việc tìm làm thử nghiệm. John Closer thì là rất giỏi về thử nghiệm, và ông cùng với một nghiên cứu sinh là Friedman, thì hai nhà khoa học này bắt đầu tiến hành nghiên cứu bằng thực nghiệm cái hiện ứng rối lượng tử này. Và đây thì trong thí nghiệm này thì năm 1972 ấy, thì họ dùng cái nguyên tử canxi để tạo nên cái cặp photon ở trạng thái rối. Sau đó thì họ tạo ra khoảng độ hàng nghìn photon vậy, và họ gửi cho mỗi một photon thì đi một bên, bên phải, bên trái. Và trên đường truyền của chúng thì có cái gọi là cái thiết bị gọi là polarizer ấy, là thiết bị phân cực để giúp chúng ta phân biệt được cái trạng thái phân cực của các chùm sáng này. Và sau đó thì ông ấy đo đạc cái sự tương quan, cái correlation này, sự tương quan với kết quả về trạng thái phân cực này. Và ông ấy đã tìm được là nó vi phạm cái bất đẳng thức Bell, vi phạm bất đẳng thức Bell. Thế thì cũng phải nói rằng là và đây là cái hình ảnh mà ông đo được năm 1900, chụp được năm 1975 này tại Đại học California. Và đây là chính là John Bell cùng với thiết bị của mình. Vâng, thì cũng phải nói rằng là ở cái thời điểm đó ấy, thì hầu hết các nhà khoa học chẳng quan tâm gì đến cái công trình của ông John Bell này. Các công sự của John Bell thì John Bell ấy, khi ông làm thí nghiệm này thực ra là ông muốn lật đổ các lượng tử cơ, chứ ông không muốn là chứng minh các lượng tử đúng. Trong thâm tâm ông nghĩ rằng các lượng tử sai, ông nghĩ rằng là Einstein mới là người đúng. Và khi làm thí nghiệm thì chỉ mong muốn là lật đổ cái thuyết lượng tử này, mong muốn rằng là bất đẳng thức Bell không hề bị vi phạm. Nhưng mà kết quả thu được thì lại hoàn toàn ngược lại. Thế thì khi ông làm thí nghiệm và trong quá trình làm thí nghiệm ấy, thì đồng nghiệp nói rằng là đây là một cái sự lãng phí thời gian, cậu đừng nên làm cái trò ấy nữa, hãy làm một cái gì đó là thực sự vật lý đi, chứ cái này không có triển vọng gì cả. Đấy là đồng nghiệp khuyên ông như vậy. Và khi ông đấy tìm cách tiếp cận với lại là Richard Feynman mà tôi nói phần đầu ấy, thì Feynman lúc bây giờ nó rất nổi tiếng rồi. Feynman năm 1965 đã đoạt giải Nobel vật lý rồi. Và giai đoạn mà John Closer làm thí nghiệm thì là những năm 70 cơ. Thì khi mà Closer tiếp cận Feynman về để bàn về cái thí nghiệm này, thì sau một thời gian rất là ngắn trao đổi, Feynman gần như là tống cổ đẩy ra khỏi phòng. Bởi vì với Feynman ấy thì khác Einstein. Einstein là nghi ngờ các lượng tử, còn Feynman lại là người bảo vệ rất nhiệt thành các lượng tử. Và Feynman cảm thấy là cá nhân ông ấy dường như là bị xúc phạm khi mà có người nào đó dám nghi ngờ các lượng tử, khi có người nào đó lại dám tìm làm thí nghiệm để chứng minh các lượng tử sai. Và Feynman không chịu nổi điều này là tống cổ ra khỏi ngay. Mà Feynman lúc bây giờ ông cực kỳ là lẫy lừng, cực kỳ nổi tiếng, nhà giải nó vật lý, và ông phải ông cực kỳ khác lại Julian Spinger, cũng là một nhà báo học có ảnh hưởng cực kỳ lớn trong thế kỷ 20, thì cái độ phủ sóng của Feynman rất là rộng, tức là rất là popular ấy, giống như một ngôi sao ấy. Vì là các bài giảng của ông thì rất là thú vị và có cái sự hấp dẫn charisma của Richard Feynman rất là đặc biệt. Thế thì vị những nhà khoa học hàng đầu như vậy là phê phán, bị đồng nghiệp là chê bai, nhưng bản thân của John Closer thì vẫn rất là kiên trì, rất là bướng, rất là kiên trì. Ông vẫn quyết tâm là theo đuổi ý định của mình, vẫn quyết tâm là muốn lật đổ các lượng tử, quyết tâm các lượng tử, nói là rất là có gan đấy. Và ông ấy trong cái chia sẻ trong cái bài phỏng vấn với lại là sau khi đoạt giải Nobel vật lý thì ông nói rằng là tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng, cái vấn đề mà tôi nghiên cứu rất là quan trọng, ngay cả khi tôi biết rằng là tôi có thể phá hủy cái sự nghiệp khoa học của mình. Mà thực tế một điều thú vị là John Closer khi ông đoạt giải Nobel vật lý ông vẫn chưa phải là giáo sư đại học. Tôi không biết là sau khi đạt giải Nobel vật lý thì có thể sẽ có một số trường đại học ở đó sẽ trao cái bằng ví dụ như giáo sư danh dự chẳng hạn, nhưng mà đến thời điểm này thì ông vẫn chưa nhận giải. Tôi không biết chính xác là sau từ tháng 10 giờ ông đã nhận giải giáo sư chưa, không biết, nhưng mà trước cái thời điểm đó là ông vẫn chưa hề nhận cái chức vị giáo sư ở một cái chức năng giáo sư ở trường đại học nào cả. Và bản thân Closer thì ông ấy thừa nhận rằng là ông đã hy vọng là các lượng tử là nó bị sai, và hy vọng và nghĩ rằng là Einstein là đúng. Thế còn những gì ông nhận được đấy nó lại thể hiện lại, và ông bảo rằng kết quả này hình như của mình là nó bị sai, kết quả của mình sai chứ không phải là các lượng tử sai. Thế ông bảo là tôi chẳng còn cái cách nào khác cả ngoài việc là tôi công bố những gì mà chúng tôi đã đạt được. Vâng,
Thế nhưng mà trong cái lý thuyết đấy, đấy là cái thí nghiệm tiên phong của John Colasar cùng với lại Friedman. Friedman thì sau đó thì cũng bị mất. Và trong cái thí nghiệm, mô hình thí nghiệm của Colasar ấy, tuy nó là cái thí nghiệm tiên phong thật, thế nhưng mà có một số cái lỗ hổng, loopholes mà những người theo cái thuyết biến ẩn đấy hoàn toàn người ta có thể căn cứ vào đó để phản bác lại cái kết quả thí nghiệm của ông Colasar. Thế thì một trong những cái loophole, một trong những cái lỗ hổng đấy người ta đưa ra là gì, lập luận là gì? Là ví dụ như là cái thiết bị phân cực hay thiết bị làm thí nghiệm của cô Alice này, bằng cách nào đó nó có thể là tác động đến cái thiết bị thí nghiệm của anh Bob này, và nó sẽ tác động đến các cặp photon khi mà chúng đang ở nguồn này. Có nghĩa là các thiết bị thí nghiệm này bằng cách nào đó nó có thể thông đồng với nhau đấy, bằng cách nào đó nó leak thông tin cho nhau, và có đó nó sẽ quy định là các điện tử, các photon này phải bắt chiếc tất cả cái tính chất của các lượng tử, tức là những cái gì diễn ra sau đó đo được đấy. Có lẽ là cái lập luận là nó không thật, mà nó chỉ là bắt chiếc những cái kết quả của các lượng tử mà thôi. Đấy là một cái lập luận của những người có thể dựa trên cái thuyết biến ẩn để đưa ra cái lập luận như vậy để phản bác cái thí nghiệm của John Colasar. Và đến đây thì nhóm nhà bác học Aspect người Pháp lại tiếp tục cái phần việc tiếp theo là đóng lại lỗ hổng này bằng cách nào. Thì ông Aspect ông đấy thực hiện là ông sẽ phức tạp hóa cái thí nghiệm của ông John Colasar lên. Lúc nãy thì chúng ta thấy rằng là John Colasar là chúng ta chỉ chia ánh sáng về hai phía, và sau đó là mỗi phía thì có một cái polarizer, một cái thiết bị phân cực. Thế thì trong thí nghiệm của mình thì Aspect và cộng sự thì ông đặt thêm một cái thiết bị điều hướng ở đây. Thiết bị điều hướng này giống hệt như là khi chúng ta quan sát đường tàu ta đấy. Trong trường hợp này thì cái photon chúng ta nó giống như là cái tàu. Và khi nó chạy trên đường tàu, nó gặp một cái thiết bị điều hướng thì nó có thể rẽ nhánh lên bên phải hoặc chạy sang bên trái. Thì chỗ này cũng tương tự như vậy. Như vậy cái photon chúng ta chạy đến đây gặp thiết bị điều hướng thì điều hướng nó có thể là điều lên trên, lên nhánh trên, hoặc là điều lên nhánh dưới. Và mỗi cái hướng này thì đã có sẵn một cái polarizer này, một cái thiết bị phân cực để phân tích cái trạng thái phân cực của nó. Tương tự như vậy là đối với lại là cái bên phải, cái hạt bên phải. Và người ta thiết lập là cho cái switch này là liên tục là thay đổi cứ khoảng 10 nanogiây, tức là 10 phần triệu giây đấy. Và khoảng cách giữa hai bên, bên phải bên trái là 6 mét. Như vậy là nếu chúng ta biết rằng vận tốc ánh sáng là trong trên không chẳng hạn là 3 × 10^18 s/s, tức là 300.000, thì để vượt qua khoảng cách này 6 mét này thì nó phải cần là 20 nanogiây cơ. Trong khi đó ở đây người ta thực hiện là switch điều hướng là nhanh hơn rất nhiều, là 10 nanogiây thôi. Và như vậy quá trình thực hiện đấy là được thực hiện khi mà các photon này đã rời khỏi cái nguồn này rồi. Và một khi nó rời khỏi rồi, vì vận tốc ánh sáng lớn nhất mà, chúng không thể nào nói chuyện với nhau nữa, chúng không thể nào thông đồng với nhau nữa. Đấy. Như vậy thì qua đó thì họ đã đóng được cái lỗ hổng rằng là các thiết bị thí nghiệm này có thể là bằng cách nào đó là rò rỉ thông tin và thông đồng cho nhau. Đấy, thì người ta đóng được, làm nóng lại được cái, đã giải quyết được cái loophole đó. Đây là cái công trình công bố năm 1982 của Aspect. Tuy nhiên thì mặc dù thí nghiệm này cũng rất phức tạp rồi thì bản thân nó vẫn có một số các lỗ hổng khác mà những người theo cái thuyết biến ẩn hoàn toàn có thể căn cứ vào đó lại để phản bác cái mô hình này. Ví dụ như một trong cái nguyên nhân ấy, người ta có thể dựa vào ấy, là cái sự thay đổi cái switch này, cái điều hướng này là hoàn toàn vẫn thay đổi theo tính chất là có quy luật, là có trình tự. Và về mặt khoa học, nếu mà là những gì diễn ra một cách có quy luật thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt, có thể dự đoán được, đúng không ạ? Và do đó một khi nó diễn ra có quy luật rồi thì về mặt lý thuyết là hai tất cả thiết bị này là hoàn và các photon là hoàn toàn có thể nắm bắt được cái quy luật đó bằng cách nào đó, và nó sẽ lại bắt một lần nữa là bắt chiếc cái tính chất của các lượng tử để nó thể hiện ra cái trạng thái lượng tử của nó là sao cho tính chất là nó lại tiếp tục lại liên thông với nhau. Thì đây là cái lỗ hổng mà người ta có thể lợi dụng nó để tấn công. Và đến bây giờ thì nhóm của Anton Zeilinger thì bước vào tiến hành làm thí nghiệm đóng cái lỗ hổng lại. Như vậy chúng ta thấy là ba nhóm nhà bác học là cứ một người xây dựng và người khác kế thừa lại tiếp tục hoàn thiện nó để phản bác lại những cái luận điểm mà cái phía bên kia có thể lợi dụng để tấn công. Thì với cái thí nghiệm của ông Aspect là cái cặp switch này chúng ta ấy, là biến đổi một cách có tuần tự, là switch có tuần tự lên xuống tuần tự. Thế trong thí nghiệm của ông Zeilinger vào năm 1998 thì ông sử dụng cái bộ số ngẫu nhiên để ông điều khiển cái quá trình switch này. Và trong thí nghiệm này khác với thí nghiệm của hai ông trước đó thì ông dùng một cái tinh thể phi tuyến, ông chiếu laser vào cái này và đó thì tạo ra được các chùm photon ở trạng thái lượng tử. Và là bây giờ là cái này là quá trình điều hướng là hoàn toàn bằng chất là ngẫu nhiên chứ không phải là tuần tự như trước đó nữa, Và quá trình điều hướng cũng được thực hiện khi mà các photon đã tách xa nhau ra rồi. Mà một khi nó tách xa nhau ra rồi và bay rất là với tốc nhanh và tốc ánh sáng như vậy thì chúng không thể nào là cũng rò rỉ thông tin cho nhau được. Và qua đó thì ông cũng đóng lại được cái lỗ hổng đó. Vâng.
nó bị sao ấy. Em đặt tranh rồi, đặt tiếp theo. Vâng. Thế thì mặc dù cái thí nghiệm của ông Zeilinger này thì nó rất là phức tạp rồi, là dùng cái bộ số ngẫu nhiên để điều khiển quá trình, điều khiển cái quá trình là điều hướng như vậy của các switch, thì vẫn còn có thể tồn tại một số cái lỗ hổng khác nữa, lỗ hổng nữa. Ví dụ như là cái sự tồn tại của free will, tức là cái ý nguyện hay là ý chí của một thực thể nào đó. Và cái ý chí này của thực thể nào đó thì hoàn toàn, ví dụ của người làm thí nghiệm chẳng hạn, hay là có một cái thực thể nào đó, thì cái ý nguyện này nó cũng hoàn toàn là có thể làm chi phối cái quá trình, cái kết quả của thí nghiệm. Và đến đây thì ông làm một cái thí nghiệm cực kỳ phức tạp. Đó là ông dùng, bây giờ là dùng cái fluctuation, tức là cái sự dao động về cái tín hiệu ánh sáng ấy, từ những cái ngôi sao cách xa ta hàng triệu năm ánh sáng, rất là rất xa anh ta, và tín hiệu thì rất là yếu, nhưng mà ông dùng và ông phách đại được, và dùng cái tín hiệu là cái sự dao động của tín hiệu của ngôi sao rất xa anh ta như vậy để điều khiển cái quá trình switch này. Chứ bây giờ nó không phải là như vậy, quá trình điều hướng này bây giờ là hoàn toàn không liên quan gì những người làm thí nghiệm xung quanh nữa, mà từ một cái vật thể rất xa anh ta như vậy để cắt cái mối liên hệ giữa cái người làm thí nghiệm với lại là cái kết quả thí nghiệm này. Thì đến sau cái công trình này của Zeilinger thì hầu như là tất cả các nhà khoa học đều tin rằng là cái thuyết lượng tử thực sự nó chi phối cái hiện tượng tối lượng tử. Và đặc biệt đấy là năm 1908, thì cũng trong cái công trình vừa rồi mà tôi nói, thì nhóm của Zeilinger đã đề xuất một cái phương pháp là rất là hay, rất là độc đáo, cực kỳ độc đáo về mặt ý tưởng, là giúp tạo ra những cặp photon mà chúng có thể hoàn toàn ban đầu không tương tác với nhau, tức là thậm chí phần ban đầu mà chúng chưa hề tương tác với nhau. Nhưng vừa rồi chúng ta nói là tất cả các cặp vi hạt, cặp điện tử, cặp photon muốn ở trạng thái rối với nhau thì đầu tiên chúng phải được tạo ra cùng một lúc đó, và chúng phải tương tác với nhau giai đoạn ban đầu, sau đó mới tách ra được. Thế nhưng mà cái cách làm như vậy thì nó lại có những hạn chế về mặt công nghệ. Ví dụ như chúng ta muốn tận dụng, muốn áp dụng cái công nghệ về rối lượng tử, chúng ta muốn tận dụng các trạng thái photon rối chẳng hạn, chúng ta gửi đi các cái sợi cao quang ta. Và sợi cao quang là tất cả chúng ta bây giờ đều sử dụng rộng rãi, đưa tất cả về tận nhà ấy. Thì cái sợi cao quang nó lại có cái nhược điểm, mặc dù nó rất là tuyệt vời, nhưng nó vẫn hấp thụ ánh sáng, nó vẫn có độ suy hao. Và thông thường thì sau khoảng 40-50 km thì đều phải có một cái hệ khuếch đại lên. Đối với ánh sáng thông thường thì làm như vậy được. Thế còn đối với lại ánh sáng các photon ở trạng thái rối, khi mà khuếch đại lên ấy, thì lập tức cái trạng thái rối nó bị hỏng ngay. Và vậy nếu mà dùng công nghệ đó thì không làm được. Như vậy là các trạng thái rối điện tử giỏi lắm truyền được, nếu trong sợi cao quang ta ấy, thì cỡ được 30-40 km là hết. Và mong muốn là phải làm sao chuyển được xa nữa, thì ông đề xuất một cái phương pháp rất là hay. Nhóm của ông ấy đề xuất là bây giờ là cho các tạo ra cái sự rối giữa nguyên tử số 1 và giữa cái photon số 1 và số 4 này. Thì ban đầu là sẽ tạo ra cái cặp rối đầu tiên là cặp 1 và 2. Cặp 1 và 2 thì ban đầu là được tạo ra cùng một cái nguồn ở trạng thái rối. Và sau đó là cặp 3 và 4 cũng là ở trạng thái rối và tạo ra cùng một nguồn. Như vậy là 1, 2 rối với nhau, 3, 4 rối với nhau. Sau đó cho 2 và 3 này qua một cái bộ để nó làm cho hai cái trạng thái 2 và 3 này bị rối với nhau. Như vậy là bây giờ là thành liên thông rồi đúng không ạ? Như vậy là 2 liên thông với 3, 2 liên thông với 1, 3 liên thông với 4. Như vậy là 1 và 4 lại trở nên ở trạng thái rối với nhau, mặc dù là chúng chưa hề là gặp nhau cả. Và chúng sẽ không bao giờ gặp nhau. Thế tạo ra một công nghệ rất là mới, rất là mới. Và nhờ đó, nhờ cách này thì các nhà khoa học bây giờ có thể tạo ra các cặp photon mà truyền nó đi trong cái sợi cao quang là hàng trăm km ấy, chứ không phải là cỡ vài chục km thôi. Và đặc biệt là người ta có thể truyền lên tận trên quỹ đạo. Một cách khác nữa là người ta có thể truyền thông qua cái lớp khí quyển chúng ta bay lên, truyền lên trên không trung, lên các vệ tinh, thì có thể truyền được hàng nghìn km. Ví dụ khoảng cách truyền rất là xa rồi. Vâng, thế còn một câu hỏi nữa, một vấn đề nữa, là mà vấn đề mà chính Einstein đã băn khoăn ấy, khi ông đưa ra cái nghịch lý EPR này, là liệu là thông tin có thể là được truyền là với vận tốc là vận lớn vận tốc ánh sáng hay không. Thì tất cả các thí nghiệm của ba nhà khoa học trên cùng với công sự của mình thì chỉ rằng là những điều mà Einstein lo lắng có lẽ là hơi quá. Vì thực tế là thông tin cũng không thể truyền được quá vận tốc ánh sáng, tức là nó cũng không vi phạm với lại nguyên lý của tuyến tương đối hẹp. Vì là cái quá trình cái sự tương quan ấy, nó chỉ thể hiện ra sau khi là các phép đo đối với từng vi hạt đã được thực hiện. Và sau đó là khi các nhà khoa học tìm cách so sánh kết quả với nhau thì chúng ta biết được cái sự tương quan. Như vậy là mặc dù hiện tượng rối lượng tử là có thật, dường như là có thật, thế nhưng mà chúng ta không dùng nó để chuyển tốc độ thông tin là nhanh hơn vận tốc ánh sáng được. Vâng,
Thế thì cái câu chuyện về hiện tượng rối lượng từ này, nó tức là có những cái nút twist and turn ấy, nút thắt của nó rất là giống như một cái, có thể tôi nghĩ là có thể sau này người ta sẽ tạo ra một bộ phim nào đó, thì nó rất giống về mặt kịch bản với một cái hiện tượng khác nữa, một cái câu chuyện khác nữa trong vật lý diễn ra ở thế kỷ thứ 19. Nội dung thì nó khác nhưng mà cái cốt truyện thì lại rất là giống nhau. Ở đây liên quan đến ba nhà học là Fresnel, Poisson và Arago. Thì như chúng ta biết rằng là thế kỷ 17 thì Newton thì cho rằng là ánh sáng nó là cái quá trình hạt. Và có một nhà khoa học khác đưa ra một lý thuyết đối lập, đó là Christian Huygens thì cho rằng là ánh sáng là một quá trình sóng, và đưa ra cái nguyên lý Huygens ấy, đó chính là cái nền tảng của lý thuyết sóng ánh sáng. Và ở thời đó thì mặc dù là uy tín của Newton rất là lớn, thế nhưng mà và cái thuyết của Huygens thì có nói là ông rất là dũng cảm, dám đương đầu với lại là Newton để đưa ra cái thuyết hoàn toàn trái ngược lại với lại là lý thuyết của Newton. Thế thì đến đầu thế kỷ thứ 19 là chúng ta có những thí nghiệm của Young ấy, là thông qua hai khe hẹp trước năm 1818 khoảng đầu chục năm, thì qua đó là cái thuyết hạt đã bị nghi ngờ rồi. Vì chúng ta đều biết trong học vật lý ấy, là cái sự giao thoa giữa khe hẹp của ánh sáng thì nó thể hiện rằng là ánh sáng nó có tính chất sóng, như vậy là cái thuyết hạt của Newton bị nghi ngờ. Thế nhưng còn rất nhiều nhà khoa học thì vẫn cho rằng là thuyết hạt mới là đúng, mới là chủ đạo cơ. Và năm 1818 thì Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp thì tổ chức một cái cuộc thi để giải thích về bản chất của ánh sáng. Và năm 1818, và lúc đó thì một nhà kỹ sư trẻ là Fresnel thì ông đưa ra cái lý thuyết và ông ấy bổ sung thêm, và sau này chúng ta được biết đó là cái nguyên lý Huygens-Fresnel để giải thích hiện tượng nhiễu xạ diffraction của ánh sáng ấy. Thế thì Fresnel đưa ra một lý thuyết rất là mới, và ông đấy gửi lên cái ủy ban giải thưởng gồm có Poisson là thành viên và một số nhà thành viên khác cùng với Arago thì là chủ tịch hội đồng. Thế Poisson là người rất ủng hộ thuyết của Newton, và ông tìm cách chứng minh rằng là lý thuyết của Fresnel sai, giống như là EPR, nghịch lý EPR, tìm cách chứng minh nó sai. Và ông ấy đưa ra lập luận như thế này, là nếu như mà dựa trên cách làm của Fresnel, cái lý thuyết Fresnel ấy, thì chúng ta chiếu một chùm sáng chẳng hạn qua một cái đĩa đặc, là cái đĩa tròn đặc, chúng ta thấy rằng nó phải có một vùng tối này, đúng không ạ? Nhưng mà ông Poisson lập luận rằng là nếu dựa trên lý thuyết của Fresnel thì chúng ta phải nhìn thấy một cái đốm trắng ở giữa này, đốm sáng ở giữa này, một cái đốm sáng rất là nổi tiếng, gọi là Poisson spot hay là Arago spot hay là Fresnel spot. Thế thì ông lập luận rằng điều này là không thể được, đây cũng là hoàn toàn là thí nghiệm giả tưởng thôi, điều này là không thể được và chứng tỏ là lý thuyết của Fresnel là sai, vì điều này làm sao mà lại có thể lại có cái tự nhiên chỗ này là đốm sáng được. Thế nhưng mà Arago khi nhận được cái lập luận này của Poisson thì ông ấy lập tức làm thí nghiệm này, và chỉ sau 2 năm thì ông bằng thí nghiệm ông tìm được đúng hạt này thật, cái đốm sáng này thật, cái đốm sáng này thật. Và cái này sau đó thì được rất là nổi tiếng và được gọi là đốm sáng Poisson-Arago. Và chính nhờ cái lập luận của Poisson cũng như là cái thử nghiệm của Arago này thì cái thuyết sóng của Huygens-Fresnel đã chiến thắng một cái tuyệt đối cái thuyết hạt, cũng sau cái thí nghiệm này đã chiến thắng một cái tuyệt đối. Tất nhiên sau này chúng ta biết là đầu thế kỷ 20 thì chúng ta thấy rằng là ánh sáng nó là tính chất lớn tính sóng hạt nữa. Thế nhưng mà đến cái thời điểm thế kỷ thứ 19 này thì lại thuyết sóng lại trở nên là thuyết chủ đạo. Thì hai câu chuyện đấy nó rất là giống nhau về mặt nội dung. Tức là đầu tiên có một lý thuyết ra đời, có một người phản bác tìm cách lập luận nó, đưa ra một cái mô hình người ta hoàn toàn là dự đoán. Cái mô hình entangle đấy cũng là người ta hoàn toàn dự đoán ra, cũng như là cái đốm sáng là hoàn toàn dự đoán ra. Và sau đó bằng thử nghiệm thì lại chứng minh rằng nó là hoàn toàn thật. Như thế là như vô hình chung như vậy, những cái phản bác lại giúp cho củng cố cái hai cái lý thuyết này. Đấy, củng cố một cách rất là vững chắc. Thì giữa hai câu chuyện nó rất là giống nhau về cái kịch bản. Vâng, thì bây giờ chúng ta sang cái phần cuối. Thực ra thì bản thân Zollinger cũng thừa nhận rằng là cái giải Nobel vật lý hôm nay được trao cho họ có lẽ phần lớn là bởi vì cái ứng dụng tiềm năng của cái công nghệ này, ứng dụng tiềm năng này. Như vậy là cũng quãng thời gian cũng khá lâu ấy, chứ không phải là ví dụ như John Knozer làm từ những năm 1972 và bây giờ đến tận 2022, 50 năm sau. Vâng, thì một trong những cái ứng dụng, nó sẽ có ba cái ứng dụng rất là được biết đến rộng rãi bây giờ. Đó là một trong cái đó là viễn tải lượng tử, quantum teleportation. Thế thì cái hiện tượng viễn tải lượng tử này, chúng ta khi chúng ta xem phim viễn tưởng khoa học, ví dụ tôi đang đứng đây chẳng hạn, một khoảnh khắc nào đó tôi bước vào một cái thế giới khác và lập tức tức thời tôi xuất hiện ở một cái địa điểm nào đó rất là xa thôi, ở một cái thế giới khác, một hành tinh khác. Đấy là trong phim viễn tưởng, đúng không? Thế thì các lượng tử giúp chúng ta làm gần giống như vậy, không hoàn toàn giống như vậy nhưng gần giống như vậy. Không biến tôi hoàn toàn từ chỗ này biến mất tạo ra chỗ khác, nhưng người ta có thể giúp là tái tạo tính chất của tôi ở đây để copy tính chất của tôi. Ví dụ copy cái màu của tôi này, đây là ngôn ngữ nôm na như vậy, tức là copy được cái trạng thái điện tử của tôi ở đây để thông qua cái tính chất như vậy thì có thể khôi phục lên cái copy của tôi, bản copy của tôi ở một cái thế giới nào khác, đúng không?
Thế thì một trong cách đó đấy chính là cái nguyên lý của cái quantum teleportation, tức là viễn tần điện tử. Ở đây chúng ta không thể copy, không thể đưa cả cái vật thể đó sang một cái thế giới khác hay sang một địa điểm khác được, mà chúng ta chỉ lấy để khôi phục được cái tính chất của nó mà thôi. Như vậy bản chất của cái này là cái gì? Thì nó chính là cái sự truyền, transmission này, sự truyền và tái tạo qua một khoảng cách rất là bất kỳ, khoảng cách rất là xa, trạng thái của một cái vi hạt, đúng không? Trạng thái của một vi hạt, đó là truyền cái tính chất thôi. Thì cái này lại hoàn toàn dựa vào cái công trình của nhóm Anton Salinger lúc nãy này, tức là tạo ra những cặp photon ở trạng thái rối mà trước đó chúng chưa hề gặp mặt nhau, trước đó chúng chưa hề tương tác với nhau. Ví dụ trong cái mô hình này thì họ tạo ra đầu tiên là hai cái hạt, hai photon 2 và 3 ở trạng thái rối, và sau đó thì là có cái photon số 1 kia, và chúng ta muốn copy cái trạng thái của cái photon 1 và truyền đi cho cái coalition, muốn copy cái trạng thái của photon 1 và truyền đến cho cái anh Bob này ở một cách xa đó. Như vậy thì người ta cho cái photon 1 và 2 này ở trạng thái rối với nhau, như vậy là tính chất của cái 1 này, như vậy 1, 2, 3 bây giờ thành liên thông với nhau đó, và tính chất 1 là có thể được truyền đến tính chất của cái photon ở phía xa này, và qua đó anh Bob này anh biết được cái tính chất của vi hạt kia. Đấy là cái nguyên lý của viễn tần điện tử, và qua đó thì nó có thể khôi phục được cái tính chất, cái trạng thái của cái hạt số 1. Bản thân hạt số 1 nó không thể truyền đến cái vị trí xa này được, nhưng cái tính chất của nó, cái tính chất của cái trạng thái vi hạt có thể được truyền sang cái vị trí của anh Bob này, và nhờ đó người ta có thể tái tạo, người ta khôi phục được một cái bản sao giống như là cái bản cái photon số 1 kia. Và đây chính là nó là một cái thành tố rất là quan trọng trong tạo nên cái network quantum, tức là cái mạng mạng điện tử. Và cái thí nghiệm này là thí nghiệm được thực hiện năm 2017 bởi một nhóm các nhà khoa học người Trung Quốc, trong đó có một tác giả chủ chốt ấy, là chính học trò của ông Salinger, trước đó là công tác cùng Salinger. Thì sau khi về Trung Quốc thì bây giờ Trung Quốc cũng rất là mạnh về lĩnh vực quantum computing này, những cái công nghệ điện tử này. Thì đây các nhà khoa học Trung Quốc người ta làm, người ta tạo những cặp rối điện tử, người ta truyền từ mặt đất lên đến vệ tinh với khoảng cách là hơn 1.000, đây là 1.400 km rất xa, và như vậy thì giúp chúng ta có thể tạo ra được cái mạng lưới liên kết. Nếu chúng ta truyền qua không khí thì nó sẽ bị hấp thụ ở khoảng cách dài, thế còn nếu truyền qua lên qua vệ tinh và sau đó vệ tinh lại chiếu xuống mặt đất hoặc các cái trạm khác thì có thể tạo ra một cái mạng lưới rất là rộng quantum network. Như vậy khoảng cách là có thể tạo ra hàng nghìn km rồi, như vậy cái scale nó rất là khá rộng rồi. Và đây là một cái bức tranh giúp ta hình dung được cái network này. Như vậy là cái hạt số photon, ví dụ spin điện tử số 1 chẳng hạn, có trạng thái này đây, hướng như thế này, thì nó rối với cái điện tử số 2, điện tử 2 lại rối vướng với điện tử số 3, 3 với 4, như vậy tạo vân vân như vậy, tạo thành một cái mạng lưới như vậy, mạng lưới rộng khắp như vậy. Và bây giờ người ta nói không phải là quantum network nữa mà là quantum internet này. Internet nghĩa là cấp độ toàn cầu, tức là cái scale có thể truyền được đến toàn cầu rồi, chứ không phải là network trong vòng là vài trăm km hay là vài nghìn km nữa. Một cái lĩnh vực nữa đó chính là quantum cryptography, tức là mật mã lượng tử. Câu chuyện mật mã thì là câu chuyện cổ xưa rồi. Chúng ta truyền bản tin đi, và điều quan trọng là đặc biệt quan trọng là truyền làm sao bảo mật được cái key ấy, cái mã khóa ấy. Một khi mã khóa bị bẻ rồi thì các mật mã không an toàn nữa. Người ta dựa vào nếu mà mã khóa bị bẻ rồi là người ta có thể hoàn toàn đọc được cái bản tin ngay. Thì cái câu chuyện đây là làm sao truyền cái mã một cách bảo mật nhất. Thì tất cả các công nghệ truyền chúng ta dựa trên tất cả các công nghệ hiện giờ và trước đó thì nó đều có khả năng bị vi phạm, đều có thể phá được và tìm cái khôi phục cái mã, ăn trộm cái mã. Thì một cái đề xuất là dựa vào hiện tượng rối điện tử này để truyền mật mã một cách cực kỳ là an toàn. Thế ở đây là cô Alice, cô ấy gửi cái mật mã đến cho anh Bob này. Gửi mật mã, cái mã chính là cái mã này, cái key đấy. Và nếu giả sử như là bị nghe lén, bị một thiết bị nào đó đặt vào nghe lén để tìm cách ăn trộm, cách bắt lấy cái tín hiệu của cái mã này, thì một khi anh đã thực hiện phép đo rồi, nghe lén rồi, thì lập tức là cái trạng thái điện tử là nó bị, như tôi nói là cái trạng thái điện tử nó bị phá hủy, cái trạng thái rối điện tử phá hủy. Và khi bị phá hủy thì ngay lập tức là cái anh Bob này là anh ấy biết ngay, và cô Alice kia là biết ngay là mã này đã bị không an toàn nữa, đã bị nghe trộm. Và khi đang nghe trộm thì người ta sẽ không gửi mã nữa, người ta sẽ tạo một cái mã khác. Như vậy là khi mà cô này vẫn có thể nghe được, nhưng mà bây giờ người ta biết rằng mã không an toàn rồi và người ta không dùng nữa, người ta sẽ dùng cái khác. Người ta ít nhất là nó báo được là cái này bị lỗi rồi, anh không dùng nữa, rồi lại gửi một cái key khác. Và khi gửi cái khác an toàn rồi thì người ta mới gửi bản tin tiếp theo. Thì qua đó thì là giúp là bảo mật cái công nghệ cái mật mã điện tử. Và theo như các nguồn công bố thì là với cách này chúng ta có thể tạo ra cái cách bảo mật là tuyệt đối. Tôi không biết là có hoàn toàn tuyệt đối không, nhưng tất cả các nguồn bảo hiện giờ thì đều nói là tạo ra cách truyền cái key là một cách bảo mật hoàn toàn tuyệt đối. Không biết là 100 năm sau hay là mấy chục năm sau thì liệu nó có còn tuyệt đối nữa không thì không biết rồi. Có thể là có một công nghệ khác mà làm cho nó không tuyệt đối nữa.
Và một lĩnh vực nữa cũng rất là hot hiện giờ, đó chính là quantum computing. Và liên quan đến cái tính toán lượng tử này thì nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là tạm đến cái quantum computer, và cái phần thứ hai là chính là cái phần mềm quantum algorithm, tức là thuật toán. Thế thì với cái quantum computer ấy thì nó lại dựa trên ba cái trụ cột của các lượng tử. Cái đầu tiên là nguyên lý chồng chất, cái thứ hai là cái sự giao thoa, và cái thứ ba ấy, rất là quan trọng, đó chính là cái hiện tượng đối lượng tử này. Thế thì trong đối với lại quantum computing hay computer ấy, thì chúng ta dùng không dùng khái niệm bit nữa, mà dùng khái niệm là qubit. Như vậy khi hai qubit ấy nó ở trạng thái rối với nhau ấy, thì sự thay đổi của một qubit này lập tức ảnh hưởng đến cái qubit kia, và đây chính là cái nền tảng, một trong cái nền tảng để tạo nên cái quantum computer. Vào năm 2019 thì IBM đã công bố, lần đầu tiên công bố đưa ra cái máy tính lượng tử. First circuit based là dựa trên cái mạch. Thì kích thước chúng ta nhìn thấy là 2,7 mét mỗi chiều. Đây là 2019 công ty IBM. Và hiện giờ thì cuộc đua về quantum computing này nó là cuộc đua của rất các nhiều cường quốc, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trung Quốc cũng rất là mạnh trong lĩnh vực này, cực kỳ mạnh luôn. Thậm chí một số lĩnh vực này là còn vượt cả Mỹ và Nga. Tất nhiên mỗi lĩnh vực thì lại với Nga rất là mạnh. Về Nga thì bây giờ là có các mạng truyền giữa các thành phố lớn với nhau là cũng mạng điện tử. Bên Mỹ thì cũng lĩnh vực thì Mỹ thì hầu như là dẫn dắt rất nhiều cuộc đua này, tất cả công ty lớn như IBM này, Google, vâng, cũng 2019 thì công ty Google AI Quantum này thì là lần đầu tiên đã tuyên bố là đã đạt được cái gọi là uy thế lượng tử, quantum supremacy, hay là uy thế hay là ưu thế lượng tử, tức là thể hiện là cái sự máy tính lượng tử nó vượt trội hoàn toàn so với lại máy tính thông thường trong một số tác vụ cơ bản. Thế thì người ta tuyên bố là công ty này tuyên bố là họ các một số tác vụ thực hiện trên máy tính lượng tử Sycamore ấy là có thể làm nhanh hơn 3 triệu lần so với cái máy tính siêu máy tính nhanh nhất thời điểm đó là Summit. Như vậy kể cả siêu máy tính nhanh nhất thì đó là Summit thì vẫn chậm hơn so với lại máy tính lượng tử là 3 triệu lần trong một số tác vụ. Đây là người ta tuyên bố lần đầu tiên đạt được là cái ưu thế lượng tử. Vâng. Thì như vậy chúng ta có lẽ là nên đây là cái slide gần như cuối cùng của tôi rồi. Chúng ta vừa thấy là cái vai trò cũng như là cái tiềm năng ứng dụng của cái công nghệ lượng tử. Công nghệ tử thì ở giai đoạn đầu giữa thế kỷ thứ 20 ấy, thì công nghệ các lượng tử nó giúp tạo ra laser, giúp tạo ra transistor này, máy tính. Và tất cả những cái đó đều tác động rất tốt đến tác động rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta hiện giờ, khoa học kỹ thuật và bản thân của cuộc sống của chúng ta nhá. Bây giờ là cứ hoàn toàn có thể chữa trị mắt bằng laser đúng không? Và cái làn sóng tiếp theo, cái đợt thứ hai, tức là cái cuộc cách mạng thứ hai mà công nghệ điện tử có thể mang lại được, đó chính là người ta kỳ vọng chính là mấy cái quantum computing, quantum teleportation và cryptography ấy. Thì người ta kỳ vọng là nó sẽ mở ra một cuộc cách mạng thứ hai trong cái lĩnh vực về công nghệ điện tử mang lại. Thế mà dù là những cái ứng dụng của nó rất là lớn như vậy và bản thân Zeininger cũng ý thức được rằng là nhận giải Nobel năm nay là có lẽ là vì cái tiềm năng ứng dụng. Thế nhưng mà bản thân cũng đưa ra một cái lời khuyên với tất cả những cái bạn trẻ cũng như là tất cả những nhà nghiên cứu trẻ là hãy làm cái theo đuổi những cái gì mà mình đam mê, chứ cũng đừng quá quan tâm đến những cái vấn đề về ứng dụng, những cái khả năng ứng dụng của nó. Cũng giống như là ông và chúng ta cũng đừng quên ấy, là tất cả những nghiên cứu có thể ứng dụng rất là lớn trong tương lai nhưng nó đều được bắt đầu nguồn từ những nghiên cứu cơ bản. Đấy, ví dụ như của John Clauser hay là của Aspect. Mà trong một số trường hợp ấy thì là những nghiên cứu đó thì ban đầu là bị chê bai, bị dè bỉu, không được ủng hộ. Thế nhưng mà chúng ta cũng một khi đã xác định thì vẫn cứ quyết tâm thôi. Đấy là theo lời khuyên của các tiền bối là như vậy. Vâng, thì đến đây thì tôi cũng xin được khép lại cái phần thuyết trình của mình. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Trường với bài trình bày hết sức là hấp dẫn. Tôi thấy là như vậy. Đầu tiên là câu chuyện về lịch sử của cơ hạt lượng tử với thế giới của các hạt cơ bản như những thứ ở ba chiều xương canh ta đây, nhưng mà dưới lăng kính của cơ hạt lượng tử thì rõ ràng là vô cùng thú vị. Ánh sáng vừa là sóng lại vừa là hạt, vừa liên tục lại vừa không liên tục. Tiếp theo đó là cái câu chuyện trên cái con đường mà dẫn tới những cái nghiên cứu thành tựu vĩ đại của các nhà khoa học.
Trong đó thì tôi thấy là tôi cực kỳ ấn tượng với câu chuyện của một trong ba nhà khoa học mà đạt giải Nobel năm nay, đó là John Clauser, một người là rất là ủng hộ Albert Einstein và cố gắng để chứng minh Albert Einstein đúng, nhưng cuối cùng lại ra một cái kết quả không mong muốn. Và thông thường khi mà ra kết quả như vậy thì người ta sẽ giữ lại, nhưng mà ông quyết định công bố cái mà ông thấy. Thế thì ở đây tôi thấy rằng nó sẽ toát lên một cái nguyên tắc, đó là trong khoa học thì chúng ta nên tôn trọng sự thực. Và cái đó đã dẫn đến thành công. Và tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta ở đây thì cũng đều là các nhà khoa học, và cái chân lý đó thực sự là rất là đúng đắn trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực khoa học nói riêng. Và cái này cũng làm cho tôi nhớ đến một cái câu nói của ông Tổng Kiểm toán Nhà nước cách đây 6 năm, khi mà ông làm việc với cơ quan của tôi, khi mà kiểm toán một cái dự án về khoa học công nghệ. Và cái buổi cuối cùng khi ông kết luận thì ông nói là các anh đúng là các nhà khoa học, có thế nào nói thế vậy. Đấy là một cái nhận xét mà tôi cứ nhớ mãi. Và cuối cùng thì chúng ta được nghe giới thiệu về cái rối lượng tử, cũng như là các cái ứng dụng nghe rất là hấp dẫn, máy tính lượng tử, những cái mà chúng ta cảm thấy là rất gần với chúng ta rồi. Đấy, thì tôi cực kỳ ấn tượng với cả cái bài trình bày của Phó Giáo sư Trần Xuân Trường hôm nay. Thì bây giờ thì xin mời các quý vị, các nhà khoa học trẻ và các em sinh viên sẽ có những cái câu hỏi cho Phó Giáo sư Trần Xuân Trường. Xin mời. Xin mời. Dạ xin chào giáo sư. Em tên là Shannon, em là chủ nhiệm của dự án lớp học nghề cổ Việt Nam. Em có câu hỏi là với những cái nghiên cứu hiện tại thì chúng ta đã chứng minh được có vũ trụ song song chưa ạ? Bởi vì theo các nghiên cứu về thiên văn học tới hiện tại, vũ trụ của chúng ta là nó phẳng hơn là cong, tại vì cái độ cong rất nhỏ, nó không đáng kể. Chứng tỏ là cái vũ trụ của chúng ta nó phẳng thì nó phải trải dài vô tận. Mà cái vùng mình nhìn thấy được là trong nó là một vùng hữu hạn. Và mình cũng đã có nghiên cứu về các hạt, là nó chỉ có một số hạt, số lượng hạt nhất định. Đó chính là 10 mũ 10 mũ 120 mấy đó, em không nhớ rõ. Thì điều đó đối với em chứng tỏ là trong một vùng hữu hạn mà nó lại có vô số hạt nhất định như vậy, thì cái mật độ diễn ra sự trùng lập sẽ rất cao. Có nghĩa là nó sẽ có những cái sự vật, sự việc xảy ra song song, bởi vì nó khoảng cách nó chỉ có cách nhau một hoặc hai hạt. Thì đó là suy nghĩ của em, nhưng mà em không biết là hiện tại dựa trên các nghiên cứu đã công bố thì người ta đã thực sự xác định là có các vũ trụ song song và cách để nhận diện các vũ trụ song song đó chưa ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của Shannon. Câu hỏi thể hiện cái sự tò mò cũng rất là đáng khích lệ. Thì lúc nãy cũng trong cái dịp buổi sáng thì cũng có dịp trao đổi với Shannon này, cũng là một nhà khoa học, cũng là một nhân vật rất đặc biệt. Thì để trả lời câu hỏi của em thì có lẽ là anh xin phép không được trả lời, bởi vì là nó sẽ bước sang một cái lĩnh vực mà mình không chắc chắn, không phải chuyên môn của mình, mà nếu mà nói ra thì nó lại không đúng, vì không đúng chuyên môn của anh. Thì anh xin phép là bây giờ anh không đủ các thông tin để trả lời câu hỏi của em một cách anh cảm thấy tự tin nhất, vì nó nằm ngoài cái lĩnh vực chuyên môn của anh. Hy vọng là tuy nó không đem lại sự hài lòng cho em, nhưng mà cũng đấy là câu trả lời thật. Có thể trong khán phòng ta có một số nhà khoa học, chẳng hạn anh Vân Nam, chẳng hạn anh có bình luận gì về câu hỏi này không ạ? Cái này là có cái câu hỏi liên quan đến anh Trường. Bài trình bày của anh Trường thì rất là hay, rất sư phạm, rất là hay. Thế nhưng mà tôi tò mò muốn anh có nói đến là một cái kỹ thuật mà tạo ra cái trạng thái dối của hai cái photon lúc đầu có thể là độc lập, không tương tác. Đó. Thì mong anh gọi là có thể làm rõ hơn về một cái kỹ thuật như này được không ạ? Và ví dụ và trước đó một tí thì ví dụ như là trong cái thí nghiệm ban đầu của Clauser chẳng hạn, họ sử dụng nguyên tử canxi để tạo ra photon á, thì làm sao mà họ có thể chắc chắn được rằng là một cái photon
hai cái photon chiều chuyển theo hai chiều khác nhau nó lại ở trong cái trạng thái rối. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn câu hỏi của phó sư Đỗ Văn Nam. Thì đây là một câu hỏi về chuyên môn rất là sâu rồi. Thì thứ nhất là liên quan đến làm sao mà họ biết được khi tạo ra nguyên tử canxi ấy, thì tất cả các nguyên lý thì nó đều dựa vào cái hiệu ứng phi tuyến. Và sau này thì hầu như người ta không sử dụng với cái hiệu ứng với các nguyên tử canxi nữa vì nó tạo ra lượng hạt ít. Cái thứ hai về sau ví dụ Zeiger chẳng hạn thì đều vào cái thông qua tinh thể photon ấy. Thì với các nguyên lý của ví dụ như là đối với lại là quang học phi tuyến ấy, thì ví dụ chẳng hạn là cái tinh thể chẳng hạn mà họ tạo ra ấy, Zeiger ấy, hoặc là cái canxi ấy, thì nó có tính chất phi tuyến, ví dụ phi tuyến bậc 2 thì nó có cái hiện tượng là down conversion, tức là khi tạo ra một cái photon đi vào có bức sóng là có tần số là omega p chẳng hạn, thì ngay lập tức là hiện tượng down conversion nó sẽ tạo ra hai cái photon, một cái là omega signaler và một cái signal annihilator, và hai cặp đấy là để biểu tàn năng lượng, thì năng lượng của hai cái tạo ra nó phải bằng năng lượng của cái đầu vào, tức là omega p phải bằng omega của signal cộng với omega của ai nữa, và hai cặp này là chỉ có thể tạo ra đồng thời thôi, nên khi tạo ra một cái thì lập tức cái kia phải có, nó phát đồng thời xuất hiện. Đấy là cũng là thí nghiệm là đối với lại là cái tinh thể. Thế còn đối với lại sau này thì người ta lại ít dùng đến với tinh thể nữa, mà các thí nghiệm sau này lại dùng rất nhiều đối với lại là fiber optic thì nó tiện, rất là tiện, bởi vì nó tạo ra ngay cái đường truyền chúng ta hàng trăm km ấy. Thì với fiber optic thì nó lại dựa vào cái four way mixing. Anh Nam cũng là một người nắm rất rõ về hiện tượng này, cũng là hiện tượng tất cả nó đều dựa vào cái quang học phi tuyến. Four way mixing thì khi đó là bây giờ nó lại dựa vào cái hiệu ứng phi tuyến bậc 3. Cái vừa rồi tôi vừa nói là hiệu ứng phi tuyến bậc 2. Tức là từ một cái omega p tạo thành hai cái bức sóng khác nhau, hai tần số khác nhau. Thế đối với hiện tượng four way mixing thì nó sẽ tạo ra là như vậy là hai cái omega p sẽ bằng là omega signal cộng với omega either. Như vậy cũng tạo ra như vậy hai cái photon một khi được hấp thụ, hai photon pump ấy, hai bơm vào thì lập tức nó sẽ tạo ra hai cái photon kia, và không thể thiếu được, đã tạo ra cái này thì phải tạo cái kia thì nó mới bảo toàn cái năng lượng được. Như vậy nó sẽ giúp tạo ra cái cặp, đấy là cái nguyên lý tạo ra cái cặp photon của đối lượng tử. Thế còn câu hỏi của anh là làm sao người ta biết được là nó rối hay không, thì câu này cũng rất là thú vị, tôi cũng không chưa đọc kỹ là liệu là người ta có kiểm nghiệm không là sao rối được, nó có thể rối không, nhưng mà cái nguyên lý nó đều dựa vào cái phi tuyến. Như vậy một khi bước sóng nó khác, đã có cái bước sóng khác rồi, đầu tiên chiếu vào cái pam vào, đúng không, ví dụ như là bước sóng chẳng hạn, ví dụ như là đấy, ví dụ bước sóng xanh thì 550 m chẳng hạn, 550 m, và bây giờ nó tạo ra hai cái bước sóng thấp hơn, đã có cái bước sóng thấp hơn rồi chẳng hạn, thì đã có cái này rồi thì phải có lập tức có cái kia, chứ không thể là chỉ một mình có cái này có, như vậy là bao giờ nó phải tạo ra cặp như vậy. Đấy là cái cách người ta biết, đấy là cái nguyên lý của quang học phi tuyến, và dựa vào đó thì người ta tạo ra các cặp photon bị trạng thái rối. Thế còn câu hỏi của anh là liên quan đến là liệu có thể tạo cái cách tạo ra là hai cái photon mà chưa thể gọi là tương tác với nhau ở trạng thái rối luôn, thì đầu tiên là cũng tạo ra cặp 1, 2 là rối này, 3, 4 là rối này, thì đầu tiên là nó hoàn toàn rối, tương tác với nhau rồi, thì sau đó là người ta cho cái hai cái photon trung gian ấy, 2, 3 người ta cho vào cái trạng thái, tôi cũng chưa đọc kỹ là bằng cách nào đó để là cho 2 và 3 nó rối rồi, nhưng cái nguyên lý của nó là 2, 3 là bây giờ cho vào cái bộ để nó biến nó thành rối, thì lập tức là 1, 2, 3, 4 là nó sẽ lập tức là tương thích với nhau. Đấy, còn cái cách mà làm sao mà cho 2 và 3 rối thì thực này là tôi cũng chưa nắm rõ lắm. Thế còn cái tách tạo ra từng cặp mà khi mà nó tương tác với nhau ấy thì nó rối là hoàn toàn dựa trên cái nguyên lý của cái quang học phi tuyến, một trong những nguyên lý là cơ bản. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời anh ạ. Trước tiên thì tôi cũng xin giới thiệu một chút, thì tôi tên là Dũng, hiện nay tôi đang là phó trưởng khoa điện tử ở Đại học Hà Nội. Thì cũng trước tiên thì cũng xin cảm ơn Vin2F cũng như là trước là giáo sư Hải và cũng như là phó giáo sư Trường cũng đã có những cái bài giảng, và nhất là giáo sư Trường cũng gợi cho tôi lại một thời, tức là tôi cũng học truyền lý từ cấp 3. Và nhắc lại một chút vào những năm đầu đại học thì những phương trình Schrödinger, xong rồi tôi học Bohr, nhưng mà cũng rất xin lỗi là cũng nhiều năm rồi cũng không làm về vật lý, nhưng hiện nay là hỏi những cái câu có thể là nó có thể là hơi ngây ngô một chút, nhân như với cả phó giáo sư Nam cũng vừa nói, thì mình cũng rất là băn khoăn, ví dụ và bây giờ chúng ta có tạo ra một cặp rối lượng tử, thế nào gọi là định nghĩa nó là rối,
1 với 2 là dối, giả thiết 2 với 3 là dối với nhau, 3 và 4 là dối. Nhưng liệu ta có thể chứng minh được là thằng 1 và 4 nó dối với nhau không? Có thể lấy ví dụ, chúng ta lấy cái suy luận thôi. Anh A yêu cô B, cô B yêu anh C, cô C yêu anh D. Vậy thì liệu cái anh D có yêu cái cô A không? Đấy, vâng. Đấy là một. Đấy, đấy xin nữa. Còn một cái câu thứ hai nữa là nó sẽ liên quan đến cái ứng dụng của dối lượng tử như ở cái ứng dụng thứ hai anh có nói. Đó là cái gọi là cryptography. Đấy thì cái này thì mình cũng mường tượng thế thôi. Chúng ta đa phần chúng ta phải đi ô tô, chúng ta có cái phím bấm khóa. Thế thực ra bây giờ nó rất nhiều cách hack. Nó đứng ngay bên cạnh, nó bắt ngay cái tín hiệu ấy. Nó sẽ đi code được ngay. Nên dù anh có crypto kiểu gì thế nữa mà nó bắt được một cái thì khả năng là gì? Cái người, ví dụ anh nói là cô Alice với cả anh Bob vẫn nhận được tín hiệu. Nhưng cái người thứ ba ấy, người ta vẫn cũng nhận được tín hiệu đấy, người ta có thể decode được cái tín hiệu đấy ra. Nên anh dù có dối, anh cũng có thể vẫn là bị gì? Vẫn bị hack. Đấy. Thì tất nhiên thì cái này là người ta nói thế thôi, tất nhiên thì em cũng chỉ muốn xin là anh có thể lý giải thêm, còn có thể là anh về khía cạnh là vật lý, còn hơn là về khía cạnh là cryptography. Đấy, thì còn thứ nhất là cái dụ là cái câu hỏi em muốn thì thôi. 2 với 3, anh tạo ra hai cặp dối lượng tử 1, 2 và 3, 4 bằng một cách nào đó, 2 và 3 dối với nhau. Vậy thì chúng ta có thể chứng minh được 1 và 4 nó dối với nhau không? Đấy. Rồi, câu hỏi thì có thể trả lời được. Bởi vì là nếu mà nó dối với nhau ấy, thì nó sẽ vi phạm bất đẳng thức của Bell. Người ta đo được cái độ tương quan nó rất là lớn. Chứ nó không phải là, tức là nó sẽ vượt được cái ngưỡng của bất đẳng thức Bell. Tức là nếu mà một cái đã là phân cực là thẳng đứng thì cái kia là ngang, và cái mức độ tương quan khi anh làm thí nghiệm rất nhiều lần, bản thân ông John Bell ấy nói là phải làm thí nghiệm rất nhiều lần thì mới biết là nó có đối hay không. Thì tất cả các nhà thí nghiệm kia là phải làm với rất là nhiều lần thì mới biết được, tìm được cái correlation ấy, cái mối tương quan đấy. Một khi cái sự tương quan đấy mà nó vượt qua vi phạm bất đẳng thức Bell thì là có thể khẳng định rằng đấy là nó là dối lượng tử. Thế còn câu hỏi thứ hai của anh liên quan đến việc là khi gửi các tín hiệu vẫn có thể bị hack, bị mã hóa. Vâng, thì theo những gì mà tôi đọc được, tôi cũng không phải chuyên gia về lĩnh vực bản mã, thế nhưng theo những gì tôi đọc được ấy, thì khi mà anh Alice này, anh ấy gửi cái mã thôi ạ, chứ chưa gửi bản tin đâu nhá, mới chỉ gửi cái mã thôi đến cho cái anh Bob kia, mà khi bị cái cô Eva đấy mà cô ấy nghe trộm ấy, thì lập tức là anh Bob kia là biết là bị nghe trộm rồi, thì cái mã này hỏng không dùng nữa thì không gửi mã, chứ còn bản tin anh vẫn chưa gửi. Thế khi mà như vậy mã hỏng rồi thì gửi mã khác, và chỉ khi mà cái mã nào cảm thấy an toàn rồi thì người ta mới gửi cái bản tin tiếp theo. Mà khi mã an toàn rồi thì bản tin là đấy là những gì mà người ta lộ luận là như vậy. Và người ta cũng tuyên bố là tôi cũng hơi nghi ngờ là liệu là cái cách này có đảm bảo 100% không. Tôi nghĩ là cũng thực ra bây giờ mình nói 100% nhưng chưa chắc 100%. Vì công nghệ tương lai thì bao giờ nó cũng sẽ đến lúc nào đó nó sẽ vượt qua được những cái giới hạn. Nhưng hiện giờ thì người ta cũng đã tuyên bố ấy, là có thể tất nhiên cũng có một số người người ta tỏ ra nghi ngờ. Bản thân tôi thì tôi cũng không dành về cái lĩnh vực này. Thì tôi thì cũng nhân tiện thì cũng xin thêm một cái câu hỏi nữa, nó cũng mở rộng. Thì thực ra là như vừa nói em cũng không còn nhớ gì về cái phương trình sóng Schrödinger, những cái lượng tử gì nữa. Nhưng về mặt như cái chủ quan nói như là các trạng thái lượng tử, hôm nay cũng xin anh giải thích thêm, nó là hữu hạn hay là nó là vô hạn. Các trạng thái lượng tử nếu là hữu hạn thì về mặt cơ bản thì trong cái thí nghiệm của ông Zellinger gì đấy để chứng minh đấy, thì về mặt cơ bản là cái particle của anh nói thì nó có thể remember, tức là nó nhớ lại các cái trạng thái. Tôi biết tất cả các trạng thái rồi. Nếu tôi đã biết tất cả các trạng thái lượng tử thì về mặt cơ bản thì anh có thể là gì? Dependent, anh có thể là gì? Tìm ra được các cái trạng thái của cái anh bên kia. Đấy là nếu như em kiểu cứ thử thôi, ít nhất cái cơ bản nhất là tôi cứ thử hết các trường hợp thì chắc chắn là tôi sẽ tìm ra được cái thằng ở bên kia nếu các cái trạng thái lượng tử là hữu hạn. Đấy. Vâng, thế thì trạng thái lượng tử nó có tùy từng cái, nó có thể triển khai là vô hạn. Trong các lượng tử thì nó có thể triển khai là vô hạn, tức là nó là tổ tuyến tính của vô hạn, nó tùy từng cái bài toán của mình. Thế nhưng mà cái bài toán như anh nói là một cái nó có thể nhớ được nhiều trạng thái, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi đo ấy, là người ta đo là ví dụ cái này là up rồi thì cái kia nó chỉ có thể là down, và cái độ tương quan nó rất là lớn, tương quan rất là lớn như vậy.
chứ không thể là ông có thể ông nhớ hết nhưng mà không biết là thằng kia nó phải thể hiện thế nào. Nó chỉ cần một cái tính chất thể hiện cái tính chất lượng tử thể hiện thôi. Ví dụ ông kia là up chẳng hạn thì kia ông kia nó phải bắt buộc phải là down chứ không nhất thiết là phải nhớ đến bao nhiêu cái trạng thái cả. Nhưng mà nó phải bộc lộ đúng. Và cái sự tương quan người ta đo được thì nó rất là lớn, nó vượt qua cái lý thuyết của ông Bell. Chính như vậy là cái sự tranh cãi như vậy nó kéo dài gần 30 năm mang tính chất là hoàn toàn triết học. Người ta cứ tranh cãi là mà không có cái cơ sở luận lợi lợi nào. Thì mãi khi ông Bell đưa ra lý thuyết của mình thì mới có một cái cơ sở về mặt toán học cũng như là vật lý để từ đó mình có thể là phân định được. Thì đến bây giờ thì nếu giả sử ông Bell còn sống thì có lẽ là ông cũng đặt giải Nobel vật lý, nhưng mà rất tiếc là ông mất rồi. Vì ông Bell là đóng góp rất nhiều giúp phân định được, tức là bản thân ông không làm thí nghiệm nhưng ông đưa ra cái đề xuất phương án mà tất cả các nhà khoa học về sau thì đều dựa vào cái nguyên lý đó. Và từ đó thì người ta tìm cách phân biệt được. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Một vài câu hỏi rồi chị ạ. Các nhà khoa học trẻ, các em sinh viên. Mấy em. Em thưa thầy, em là Lê Việt Hoàng, sinh viên kỹ thuật điện ở trường Vinuniversity. Thì em muốn có một câu hỏi là mặc dù em vẫn chưa hiểu lắm về cái phương thức để người ta làm dối lượng tử ấy, nhưng em muốn hỏi về cái cách người ta phá dối lượng tử. Tức là giả sử có một vi lượng tử 1 và 2 nó đã dối lượng tử với nhau, nhưng mà sau khi làm thí nghiệm thì số 1 nó bay về thành phố Hồ Chí Minh, còn số 2 nó vẫn ở Hà Nội chẳng hạn. Thì em làm thí nghiệm đi, cái số 2 nó có ảnh hưởng đến cái số 1 không? Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Thì đấy chính là cái mà ông Einstein bảo nó là spooky đấy. Tức là khi em làm thí nghiệm với cái số 2, lập tức là em sẽ thay đổi ngay tính chất của cái số 1 kia. Thế thì bản thân bài vậy nên ông Einstein ông bảo nó là spooky, nó là quái dị. Như vậy là hai cái việc em đo cái kết quả của cái số 1 kia là nó sẽ rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của số 2 và ngược lại. Vâng, thì có cách nào để phá dối lượng tử của hai cái vi lượng tử đấy không ạ? Tất cả các phép đo ấy, thì khi mà chẳng hạn ví dụ như là các photon mà truyền trong ví dụ nãy tôi nói ấy, là khi photon truyền trong các fiber chẳng hạn, chúng ta khuếch đại lên chẳng hạn là nó bị phá rối rồi. Khuếch đại cái là trạng thái rối lập tức nó bị hủy hoại ngay. Chính bởi vậy người ta phải tạo ra các cặp photon mà rối khi không tương tác với nhau ấy. Thế rồi những tất cả những phép đo khi mà bạn đo ấy thì trong ngôn ngữ khoa học lượng tử nó có cái trạng thái gọi là collapse, tức là suy sụp hàm sóng. Như vậy là ở trạng thái mà bạn chưa quan tâm, chưa quan sát thì là nó ở cái trạng thái bất định. Nhưng khi bạn thực hiện phép đo nó rồi thì nó mới thể hiện bộc lộ ra là gì. Và khi đó hàm sóng nó là bị suy sụp, ngôn ngữ tiếng Anh nó gọi là collapse of the wave function. Thì khi đó là cái bản chất của nó, không phải bản chất mà nó mới thể hiện rõ ràng là nó là 1 hay nó là 2, nó là spin up hay là spin down. Như vậy khi mà em thực hiện phép đo hay làm nghe lén hay là cái gì đó thì lập tức là em phá hủy ngay là cái trạng thái. Em phá, tức là em thay đổi hoàn toàn cái trạng thái của lượng tử, trạng thái lượng tử. Thử vào do đó mà cái trạng thái rối lượng tử là nó mỗi khi mà bị can thiệp vào nó lập tức nó bị hủy ngay. Nếu vậy thì như vừa rồi có cái phương pháp mà 1 với 2 bị rối lượng tử, 3 với 4 bị rối lượng tử, sau đấy ghép 2 với 3 rối lượng tử ấy, thì cái rối lượng tử giữa 1 và 2 với 3 với 4 có bị phá vỡ không? Câu hỏi rất là hay đấy. Đúng rồi, như vậy là khi thực hiện làm phép đo có lẽ là bằng cách nào đó người ta làm cho 2, 3 kia. Như vậy 1 đã gửi đi rồi đúng không? Và có lẽ là người ta làm cách nào đó là người ta duy trì được. Tất nhiên là khi làm thực hiện với lại cái 2 chẳng hạn thì là cái trạng thái của cái 1 nó cũng bị thay đổi rồi đúng không? Và tương tự như vậy là khi làm cái 2, 3 ghép với nhau ấy, thì trạng thái của cái 4 nó thay đổi. Nhưng cái 1 và 4 này nó vẫn còn liên thông với nhau. Nó vẫn liên thông với nhau và tại cái thời điểm đó. Em xin cảm ơn. Và thực ra đấy chính là cái công nghệ và bây giờ nó gọi là teleportation ấy, là viễn tải điện tử. Nó không phải là câu chuyện tranh luận nữa rồi, mà thực tế là người ta đã làm được. Và đã truyền được hàng. Như tôi nói là lúc đầu nếu không dựa vào cái viễn tải điện tử thì chỉ truyền được 20-30 km dọc theo sợi cóc quang của bạn thôi. Còn bây giờ người ta truyền được hàng trăm km rồi. Cũng nhờ dựa vào cái nguyên lý này. Thì nó cũng không phải là mang tính chất là dự đoán hay là tranh luận nữa. Mà thực tế là đã làm được. Tôi xin có một câu hỏi với anh Trường. Tôi thấy anh nói là khi mà bị đo cái thứ nhất thì nó sẽ biết được cái thứ hai. Tôi muốn anh giải thích cái chữ đo. Đo, vì tôi nghĩ nó rất là quan trọng. Thông thường mình hay nghĩ như vợ trẻ con thì đo là một cái gì rất đơn giản, nhưng tôi có cảm giác rằng ở đây đo là một cái gì đó mà nó tác động để chúng ta nhận biết được về nó. Như anh nói, trước khi đo thì nó rất là lung tung, nhưng đến khi đo người ta mới nhận diện được nó. Anh có thể định nghĩa cái chữ đo đấy. Cảm ơn chị Hà Dương câu hỏi. Thì câu này nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn đo là gì. Thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như là trong trạng thái với các photon chẳng hạn, là người ta đặt các thiết bị polarizer đấy, tức là thiết bị phân cực đấy, là chính là để xác định cái trạng thái phân cực của nó.
nếu dùng cái thiết bị polarizer ấy, tức là phân cực, là người ta biết ngay cái trạng thái dao động của cái photon chúng ta là theo phương nào, là ta biết được. Đấy là một quá trình đo. Thì đo ví dụ đối với photon, phần lớn các thí nghiệm sau này với rho nguyên tử thì đều thực hiện trên photon vì nó làm dễ hơn với lại các nguyên tử, các điện tử. Thì nó đo là ví dụ là dùng cái hệ thống polarizer đấy, cái hệ thống phân cực, cái kính phân cực này, nó là cái tinh thể hiện tại cái hệ thống phân cực. Thì nó... mình đo nó mình có làm nó thay đổi không? Mình khi đó là đã thay đổi tác động, đúng, vâng, không? Đúng rồi, vâng, chính xác. Khi đã tác động vào là lập tức là cái trạng thái điện tử của nó là nó bị thay đổi. Nó không phải như trong cuộc sống bình thường mình đo một ai cao bao nhiêu, đúng không? Vâng, còn vâng, cái kia đo là thay đổi, vâng. Giống như nó là giống tôi nói là vì là trạng thái suy sụp của làn sóng này. Cái ngôn ngữ của nó là collapse. Bình thường nó bất định, khi mà anh tác động vào thì lập tức nó thể hiện nó là cái gì. Và như vậy nó khác với trước này. Vâng. Theo giới lượng tử thì nó rất là kỳ diệu. Bản thân ông John Kleiser, ông ấy gần đây ông nói khi ông trước khi ông đạt giải Nobel, lúc đấy cũng nổi tiếng rồi, cách đây khoảng chục năm là nổi tiếng rất nhiều phỏng vấn rồi. Thì bản thân John Kleiser nói là đến thời điểm này, tức là cách đây chục năm, tôi cũng vẫn phải thú nhận là tôi không hiểu gì các lượng tử, và tôi cũng băn khoăn là không biết là mấy cái ứng dụng này nó đến đi đâu cả. Đấy là cách đây chục năm, và chục năm trước là John Kleiser, về hiện tượng đấy giờ rất là hot rồi. Thì chục năm trước người ta là đã đấy là một ngôi sao, người ta kỳ vọng sắp sửa đặt giải Nobel đấy. Nhưng bản thân khi phỏng vấn như vậy thì ông cũng trả lời rằng là ông đến giờ cũng chưa hiểu gì về cộng tử. Thì một cái lời thú nhận rất là thật. Dạ, em xin các cấp có một câu hỏi. À, đầu tiên em xin giới thiệu là em tên là Hải, em đến từ trường đại học Vinh University. Như em đã từng được học thì các hạt photon thì thực ra là các cái hạt giả, có nghĩa là nó không hẳn là nó có thật. Người ta chỉ đề ra cái lý thuyết là ánh sáng là hạt để giải thích cho các hiện tượng mà người ta nghiên cứu. Vậy thì như thầy có đề cập đến, đó là mình sẽ sử dụng 1 hay là 2 hay là 3 hay là 4 hạt photon. Vậy thì làm thế nào để mình làm thế nào mình biết là cái mà mình đang ấy là 1 hạt? Bởi vì thực ra là hạt đấy là nó vốn dĩ nó đâu có thật đâu, đúng không ạ? Hạt photon nó tồn tại thật, hạt photon. Ví dụ với cái thí nghiệm của Einstein, không phải thí nghiệm, cái giải cái lý thuyết, khi Einstein đưa ra cái mô hình lý thuyết của mình để giải thích cái hiện tượng là hấp bức xạ nhiệt, không phải bức xạ nhiệt, cái quang điện ngoài đấy, thì việc nó hấp thụ rồi tất cả cái định lý mà chúng ta học từ cấp 3 ấy, đúng không? Để tính ra cái là cái bước sóng tới hạn, tần số đỏ ấy. Thì cái thí nghiệm đấy, cái tất cả những thí nghiệm về hiện tượng quang điện ngoài ấy, thì nó chứng tỏ rằng trong những trường hợp như vậy thì là ánh sáng thể hiện rõ ràng tính chất là hạt. Vâng. Nhưng mà bản thân nó không phải là hạt cổ điển nữa, mà nó là cái sự là giống như tôi nói là mặt chất lưỡng tính song hạt. Cũng không ai bảo nó là không phải là hạt hay là dài hạt cả. À, không ạ, ý em ở đây là nó là có tính chất hạt, nhưng mà nó không phải là một hạt vật chất. Để giống như là mình có một quả bóng ở đây thì mình biết là nó là một hạt. Nhưng mà với ánh sáng thì làm sao mình biết đó là một photon, mình đang thực sự mình làm việc với một photon. Người ta có thể những bộ đo photon được, khi photon tác động vào các máy đo thì nó sẽ thể hiện cái để lại cái dấu vết của nó ở đấy, thì người ta hoàn toàn đo được. Và đặc biệt là khi em nói đến ví dụ như là người ta khi cái nguyên lý về cái lượng tính cái tính chất hạt của ông De Broglie đưa ra ấy, De Broglie ấy, năm 1924 ấy, thì sau đó 3 năm, tôi nghĩ sau 3 năm hay mấy năm là người ta lập tức làm thí nghiệm ngay với lại là cái diffraction ấy, cái nhiễu xạ của điện tử. Và trong cái thí nghiệm đấy thì nó thể hiện rất là rõ nét cả hai cái tính chất là sóng và hạt. Như vậy người ta cho chùm điện tử đi qua một cái tinh thể, cái tinh thể giữ vai trò giống như là cái tử nhiễu xạ, nó tạo ra các vòng tròn chúng ta như vân giao thoa, thì nó thể hiện tính chất sóng. Nhưng đồng thời nó thể những cái khi mà bạn thu tín hiệu nó chưa đủ lâu ấy, thì nó thể hiện rõ tính chất hạt là các đốm bắt bật vào nó bắt lé lên đốm ấy, tạo thành cái đốm rời rạc. Thì cái thí nghiệm đấy là cái thí nghiệm rất là điển hình. Và nó thể hiện ngay cái vết cho em ngay, là khi đập vào nó thể hiện ngay là nó là cái gì. Ví dụ đối với lại cái vi hạt đấy là trong điện tử. Thế còn photon là người ta vẫn có thể đo được với lại cái photon, nó để lại cái dấu hiệu, cái tín hiệu của nó, cái dấu vết của nó trong cái phép đo. Vâng, vậy là mình có thể nhận biết là nó là bao nhiêu hạt photon thông qua các cái phép đo. Như vậy là trước khi mà mình có hạt photon đấy là mình đã thực hiện phép đo cho nó rồi, đúng không ạ? Thì sao? Không phải trước khi đó mà trong quá trình đo thì em sẽ tính toán được, sẽ nhận biết được. Vâng, em rất là thắc mắc về cái phần đó. Tại vì hạt photon mà mình làm sao mà mình biết được nó là một hạt, trừ khi là mình nhận biết nó thông qua một cái tương tác.
nó tương tác với một electron thì mình biết là vừa có một hạt photon tương tác với một hạt electron. Nhưng mà bản thân ánh sáng khi mà mình đưa qua các quang thì mình không thể nào mình nhận biết được là có bao nhiêu photon hay là nó đang như thế nào đó, ở hành xử như thế nào ở trong đó. Như vậy là việc tách một cái photon từ một cái chùm ánh sáng thì em rất là thắc mắc về cái kỹ thuật này. Đúng rồi, thì thực tế là bây giờ cái kỹ thuật nó cũng tương đối phức tạp. Đối với ví dụ như là các thí nghiệm của cái ông John Collazer đầu ấy, thì người ta tạo ra cái lượng photon tương đối ít, đúng là người ta vẫn đếm được cỡ hàng nghìn, hàng trăm thôi, photon thôi. Thế còn những thí nghiệm về sau ấy, khi dùng các tinh thể với các fiber ấy, thì cái lượng photon bị rối tạo rất là nhiều. Nhưng ngay cả bản thân đời đầu với canxi đấy chẳng hạn, thì cái lượng photon tạo ra rất là ít, bởi vì nó là nguyên tử canxi thì nó là đám mây thôi, và nó vẫn tạo ra được, và người ta vẫn đếm được là ước lượng là tính được hàng nghìn photon ở thời điểm đó, tức là nó tạo ra và phải thực hiện nhiều như vậy mới làm tạo được. Chứ còn từng cặp, từng đơn cặp một thì nó sẽ vẫn chưa biết được, vì như bản thân ông Bell nói là cái thí nghiệm này phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì mới tìm được cái sự vi phạm của Bell. Chứ còn nếu mà chỉ làm thí nghiệm với lại một vài lần như vậy thì vẫn chưa đủ để nói rằng là cái chưa tạo được cái tính thống kê chính xác. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Thế thì chắc là thời gian cũng không cho phép thì chúng ta sẽ kết thúc phần hỏi đáp ở đây. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Trường một lần nữa về cái bài giảng vô cùng hữu ích hôm nay. Vâng, cũng xin cảm ơn tất cả, đặc biệt là cảm ơn quỹ VNF cũng như đã tin tưởng và trao tôi cơ hội trình bày, cũng là lần đầu trình bày cái bài giảng đại chúng, cũng nghiên cứu về vật lý, cũng nghiên cứu về lượng tử, nhưng mà cũng lĩnh vực này thì cũng thú thật là cũng không phải lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của tôi. Tôi nghiên cứu về lượng tử nhưng về lĩnh vực khác, về mấy phương trình của ông Dirac ấy. Thành ra cũng cố gắng trong cái nỗ lực tốt nhất để đem lại một cái bài giảng nó logic nhất có thể. Nếu còn những cái điểm mà nó còn thiếu sót thì cũng mong là tất cả các quý vị thông cảm. Và cũng xin cảm ơn quỹ VNF cũng thứ nhất là đã tạo ra một cái môi trường, cái dịp rất là đặc biệt, cách tổ chức rất là chuyên nghiệp giống đúng tinh thần của Vin. Xin cảm ơn tất cả quý vị.